tại tiếp diễn. Hiện tại đơn dùng để diễn tả một cái thói quen lặp đi lặp lại, được chưa bạn? Rồi nó thường có những dấu hiệu là gì? Luôn luôn nè, thường xuyên nè, đôi khi nè, hoặc là hiếm khi nè, thỉnh thoảng nè, được chưa các bạn? Rồi còn những cái gì? Mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng, một lần một tuần, hai lần một tuần, các kiểu, đúng không? Đó thì cái đó các bạn phải dùng hiện tại đơn, dùng về để nói một cái thói quen, một việc lặp đi lặp lại. Quan trọng là cái cấu trúc. Rồi sau đó thầy đã chia cho em đứa hai trường hợp. Một trường hợp là trong câu không có động từ thì bắt buộc nó phải có be, là is, am và are, được chưa? Không có động từ thì nó sẽ là tính từ hoặc nó là một cái danh từ, được chưa các bạn? Rồi tiếp theo thầy dạy các mấy đứa về trường hợp thứ hai là gì? Trong câu nó có động từ, nếu mà trong câu có động từ thì phải như thế nào? Mấy đứa phải coi đó chính là cái gì? Phải coi chủ ngữ là ít hay nhiều. Thầy thầy chia ra thêm ba trường hợp nữa, trong câu có động từ cũng chia ra ba trường hợp: câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Câu khẳng định chủ ngữ số nhiều thì động từ thêm s, chủ ngữ số ít à thầy xin lỗi, chủ ngữ số nhiều thì động từ nguyên mẫu, chủ ngữ số ít thì động từ thêm s hoặc thêm s. Phủ định thì là gì? Các bạn quăng don và quăng doesn't, và một khi đã có doesn't thì động từ nguyên mẫu. Câu hỏi thì các bạn quăng do và quăng do lên đầu thầy, chơi một trong hai cái. Phải coi chủ ngữ, quan trọng là các bạn phải coi chủ ngữ cho thầy, được chưa? Và ngày hôm nay thầy sẽ dạy các bạn về tương lai đơn, được chưa? Dạy tương lai đơn. Tương lai đơn là sử dụng với gì? Sử dụng với will. Will có nghĩa là gì? Sẽ, được chưa? Tương lai đơn. Vậy tương lai đơn dùng để làm gì đây? Các bạn đã viết bài rồi đúng không? Có ai chưa viết bài không? Có ai chưa viết bài không? Có ai chưa viết bài không? Vậy biết là hết đúng không? Thật ra nó còn một phần mà nãy thầy bị quên á, thì cái tí nữa các bạn bổ sung vào giúp thầy nha. Rồi, sử dụng tương lai đơn với will. Đầu tiên là dùng để gì đấy? Dùng để nói về một cái lời hứa, được chưa? Dùng để nói về một cái lời hứa. Ví dụ, mẹ sẽ mua cho tôi chiếc điện thoại mới khi mà tôi thi xong, được chưa? Rõ ràng đây một lời hứa, sẽ dùng tương lai đơn sử dụng với will, được chưa các bạn? Đó, ok ha. Đó. Tiếp theo thì còn dùng để gì đây? Dùng để diễn tả một cái lời mời hoặc một cái lời đề nghị. Ví dụ, ô bạn đang khát nước hả? À, tôi sẽ lấy cho bạn ly nước. Được chưa? Ôi, bạn đang nóng hả? À, tôi sẽ mở cửa cho bạn. Được chưa? Một cái lời mời, một lời đề nghị hoặc là gì? À, bạn sẽ đến buổi tiệc của tôi tối nay chứ? À, một cái lời mời, một cái lời đề nghị. Được chưa mấy đứa? Đơn giản không? Quá đơn giản. Tiếp tục, thầy còn dùng để diễn tả gì đây? Dùng để diễn tả một sự việc bất chợt sẽ làm, không có dự tính trước. Một sự việc bất chợt sẽ làm, không có dự tính trước. Ví dụ, John đang ở bệnh viện hả? À, tao không hề biết luôn á. Ồ vậy thôi, để tao sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm nó, bởi vì thầy có gọi là dự định sắp xếp thời gian đến thăm nó trước đó chưa? Chưa. Nó đùng một phát, nó đột ngột, mấy đứa hiểu không? Nó sẽ đột ngột. Mình sẽ làm một việc gì đó trong tương lai, được chưa các bạn? Các bạn nắm được chưa? Đó, ok ha, hiểu không mấy đứa? Quá đơn giản. Nó đối với cái trường hợp ví dụ, ồ bạn đang khát nước hả? Ồ vậy tôi sẽ lấy cho bạn ly nước. Thật ra cái việc này ngoài cái việc mà đề nghị đó hoặc là lời mời đó, được chưa? Thì rõ ràng cái việc mà cái mình đứa bạn của mình còn uống một ly nước thì mình có tính toán trước không? Không, làm sao biết được? Nó đột ngột, nó bất chợt xảy ra. Thầy dùng chữ sẽ, được chưa mấy đứa? Nắm được không? Đó, ok nha. Rồi tiếp tục, cái cuối cùng là gì? Dùng để diễn tả những thứ mà nó không hoạt động được. Những thứ không hoạt động được. Ví dụ, tôi đã thử mở cái lọ này rồi mà cái nắp của nó không mở được. Đối với trường hợp này tiếng Việt nó không có chữ sẽ, nhưng mà trong tiếng Anh nó sẽ có chữ sẽ, nhưng mà là sẽ không. Được chưa mấy đứa? Hoặc là gì? Ôi, chiếc xe của tôi sao tôi xài hoài mà nó không mở, nó không khởi hành, nó không khởi động được. Được chưa? Nó không khởi động được thì cái khởi động là động từ, thì trước nó thì sẽ chữ sẽ không. Sẽ không mình phải dùng will not. Được chưa? Và quan trọng các bạn phải sử dụng cái, phải biết cấu trúc của tương lai đơn với will. Được chưa? Thầy nói lại vậy, cách dùng của tương lai đơn với will là gì? Dùng để gì? Một cái lời hứa. Tôi hứa sẽ yêu em trọn đời, chẳng vậy. Được chưa? Tiếp tục gì đây? Dùng để nói về một cái lời mời hoặc một cái lời đề nghị. Được chưa? Đó. Ok, bạn đang khát nước à? Tôi sẽ lấy cho bạn một ly nước. Tiếp tục diễn tả một cái sự việc bất chợt sẽ làm, không có dự tính trước. Được chưa? Đó, ổn ha. Và cuối cùng là những thứ mà nó không hoạt động được, những cái thường là đồ vật, nhưng mấy đứa thường là những đề thi nó ra những cái đồ vật của mấy đứa thôi à. Ví dụ như cái xe nó không bật được, cái xe nó không khởi động được nè, tivi bật không được nè, cái nắp nó cứng quá, nó mở không được nè. Đó thì những thứ mà khoa học được, không học hoạt động được thầy sẽ dùng will, nhưng mà sẽ là sẽ không, will not. Được chưa? Đó, vậy quan trọng là các bạn phải nắm được cái cấu trúc của tương lai đơn với will. Đầu tiên, lúc nào thầy cũng chia mấy đứa một trường hợp, hai trường hợp có động từ và trường hợp không có động từ, và mỗi trường hợp cũng chia ra ba cái thể: khẳng định,
phủ định và câu hỏi. Vậy đối với trường hợp câu khẳng định, trong câu có động từ thì các bạn còn gì đây? Chủ ngữ, cộng will và động từ như thế nào? Nguyên mẫu. Mình có còn quan tâm đối với trường hợp tương lai đơn, mình còn quan tâm là chủ ngữ số nhiều số ít nữa không? Không. Tương lai đơn với will là không còn quan tâm chủ ngữ số nhiều số ít nữa. Nó chỉ sử dụng will, không còn thêm s, không còn thêm gì nữa. Sau đó động từ nguyên mẫu. Đơn giản không? Quá đơn giản. Được chưa? Ví dụ are you thirsty? Bạn đang khát nước à? Bạn khát nước à? Thì rõ ràng thầy gì đây? Thirsty là khát, là tính từ. Tính từ thì phải có be, mà câu hỏi quăng be lên trước chủ ngữ. Are you thirsty? Nắm được chưa? Bạn khát nước à? Ok. À, bạn khát nước à? Tôi sẽ cho bạn một ít nước. Thầy đã dạng chữ son rồi, một ít nước. Tôi sẽ cho bạn một ít nước. Thì rõ ràng cái này là lời mới, đúng không mấy đứa? Đây là lời mới. Nắm được chưa? Tiếp tục. Câu phủ định. Đôi câu phủ định nhiệm vụ mấy đứa chỉ có thêm gì thôi? Thêm not và động từ vẫn nguyên mẫu. Được chưa? Mà will not sẽ bằng gì đây? Want. Chủ ngữ cộng will not thành want và cộng động từ nguyên mẫu. Ví dụ thầy có oh, the TV won't work. Oh, cái TV này nó không có làm việc không? Cái TV này nó không hoạt động được. Là TV này nó không lên được. Đấy chứ rõ ràng đây dùng để nói về gì? Những thứ mà nó không hoạt động được. Mấy đứa nắm được chưa? Hiểu không mấy đứa? The TV. TV là một cái TV là không còn đối với trường tương lai đơn là không còn quan tâm là chủ ngữ nhiều ít nữa. Đó đối với trường câu phủ định đơn giản chứ. Vậy đối với trường câu hỏi thì như thế nào? Trường hợp câu hỏi ở hiện tại đơn mà có động từ, các bạn quăng do bằng quăng đơ lên trước, đúng không? Đối với trường hợp tính từ á, thì quăng is am are lên trước. Còn đối với trường hợp câu hỏi thì các bạn quăng will lên đầu thôi. Will cộng chủ ngữ rồi viết lại thôi. Được chưa? Ví dụ will you come to my party next month? Là bạn sẽ đến cái buổi tiệc của tôi vào tháng sau chứ. Là dùng để mình mời nè. Mình dùng chữ will. Mấy đứa nắm được chưa? Đó, ok. Bạn sẽ đến buổi tiệc của tôi vào tháng sau chứ. Thì thầy quăng will lên trước. Nắm được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Kịp không? Kịp không? Các bạn nào thắc mắc không? Có ai thắc mắc gì không ta? Dạ kịp đúng không? Rồi tiếp tục. Nếu mà trong câu không có động từ thì bắt buộc phải gì đấy? Thì không có động từ thì nó sẽ là tính từ hoặc danh từ hoặc là trạng từ. Thì nhiệm vụ của mấy đứa chỉ cần thêm be sau will. Được chưa? Đối với trường hợp này mình có thêm is am are nó không? Is am are là ở hiện tại đơn rồi. Được chưa? Và hiện tại tiếp diễn rồi, không còn liên quan tới tương lai nữa. Tương lai các bạn chỉ sử dụng be, không còn chi một cái gì nữa. Được chưa? Đối với ví dụ my mother is busy at the moment là hiện tại là gì? Mẹ tôi đang bận. Cô ấy gì? Cô ấy sẽ có ở đó sau gì đây? Sau khi cô ấy làm xong công việc. Được chưa? Hoặc là cô she will be at home đi. Được chưa? Đó, sau khi mà cô ấy làm xong công việc thì rõ ràng at home là một cái trạng từ chỉ nơi chốn. At home không phải là tính từ, là một cái trạng từ chỉ nơi chốn. Trạng từ thì phải động từ không không? Đã trạng từ sao mà động từ được? Cho nên là bắt buộc phía trước nó phải có be. Thì có she will be at home là cô ấy sẽ gì, mẹ tôi sẽ có mặt ở nhà sau khi cô ấy làm xong công việc. Mấy đứa đã nắm được chưa? Hiện tại là có thể mẹ mình đang ở công việc, đang ở công ty, họ đang ở nhà, trường, được chưa? Thì cô ấy sẽ đây, cô ấy sẽ về nhà sau khi cô ấy làm xong công việc. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục. She will, lỗi xin lỗi, he will hoặc là he won't be a good teacher in the near future. Ở trong tương lai gì đây? Ở trong tương lai gần. Được chưa mấy đứa? In the near future là cái trong cái tương lai gần. Ok, thật ra cái này nó còn liên quan tới gì? Một cái sự dự đoán. Được chưa? Một cái sự dự đoán trong tương lai thầy sẽ dùng cái gì đây? Thầy cũng sẽ dùng tương lai đơn. Nãy thầy có viết mấy đứa nè, điểm chung của cả will và be going to là dùng để diễn tả nói về một cái dự đoán ở trong tương lai. Đúng không? Thì rõ ràng cái này là dự đoán ở trong tương lai. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng phía sau này nó có động từ không? Không có động từ thì bắt buộc phải có be. Được chưa? Anh ấy sẽ trở thành gì đây? Anh ấy sẽ là một giáo viên giỏi ở trong tương lai. Hoặc anh ấy sẽ không là một giáo viên giỏi ở trong tương lai. Nắm được chưa mấy đứa? Thì tương lai gần. Được chưa? Tương lai gần là sắp sau này đó, nhưng mà nó sẽ gần thôi. Được chưa? Và cuối cùng phải có will you be sad if I leave you? Bạn sẽ buồn nếu mà tôi rời bạn chứ? Bạn sẽ buồn chứ nếu mà tôi rời bạn? Được chưa? Nếu mà anh rời em, rời xa khỏi em. Được chưa? Đây là một gì? Cái đây là một cái dự đoán, một cái sự dự đoán ở trong tương lai. Nếu mà thầy anh rời em đó, anh rời bỏ em đó, thì em có em sẽ buồn chứ? Nắm được chưa mấy đứa? Hiểu không? Nhưng tại sao cái này will you be sad gì thầy nói gì? Bạn sẽ buồn đó, you will be sad, đúng không các bạn? Bị rõ ràng sad đó là một cái tính từ rồi, bạn sẽ buồn đó đây là một cái dự đoán, được chưa? Đó, bởi vì tính từ thì phải còn be, nhưng mà câu hỏi thì các bạn nhiệm vụ quăng gì? Quăng will lên đầu, bỏ will, quăng will lên đầu nó thành như thế này, nắm được chưa? Will you be sad if I leave you? Em sẽ buồn chứ nếu mà tôi rời bỏ em? Nắm được chưa mấy đứa? Hiểu không? Đó thì đó là cách dùng và cấu trúc của hiện tại đơn đơn giản. Quan trọng là mấy đứa phải nắm cách dùng, cách dùng và nói chung cấu trúc nữa. Cấu trúc thì dễ quá rồi, quan trọng là phải hiểu cách dùng. Được chưa? Cuối cùng phải có gì đây?
Và sau đó thầy sẽ hướng dẫn mấy đoạn bạn về sử dụng tương lai nhưng mà nó có dự định với be going to. Được chưa? Tại sao người ta dùng be going to? Bởi vì cái này là nó là cấu trúc chung. Thì chữ be đó thì nhiệm vụ của mấy đứa phải chia thành is, am hoặc là are. Được chưa? Đối với trường hợp này các bạn vui lòng phải coi chủ ngữ với thầy là chủ ngữ nhiều hay chủ ngữ ít. I thì I am. She thì she is. We thì we are. Phải coi chủ ngữ nhiều ít. Chủ ngữ nhiều thì là be là are. Chủ ngữ ít be của nó là is. Nắm được chưa mấy đứa? Đó, ok. Thì sử dụng tương lai với be going to để nói về dự định đã định sẵn, đã lên kế hoạch từ trước. Đó, đã lên kế hoạch từ trước. Ví dụ, chúng tôi sẽ đi học vào tuần sau. Chúng tôi sẽ đi học lại vào tuần sau. Cái này đã có dự định trước chưa? Biết trước chưa? Biết trước rồi. Cho mình dùng will hay going to? Phải dùng be going to. Nó còn liên quan tới dự đoán không? Cái này nó có dự đoán đâu. Được chưa? Trừ khi á, thầy nói là gì? Thầy đoán á, là chúng ta sẽ ăn Tết 9 ngày. Chẳng vậy. Được chưa? Đó hoặc là cuối tháng này thầy nghĩ thì nó sẽ có một cơn bão. Được chưa? Là chẳng hạn vậy, đó là một cái sự dự đoán. Được chưa? Đó và các bạn viết vào thêm, nãy thầy bị thêm thiếu một cái, đó chính là sự dự đoán. Thường nó sẽ có gì? I guess là tôi đoán nè. Guess là tôi đoán. Đoán nè. Được chưa? Tôi đoán nè. Hoặc là tôi tin rằng. I believe. I believe là tôi tin nè. Và vậy I promise tôi hứa nè. I promise là tôi hứa nè. Được chưa? Sau những cái này là những cái dự đoán, những cái lời hứa phải dùng will rồi. Được chưa? Tôi đoán là các bạn phải dùng cái tương lai đơn thôi. Nắm được kia mấy đứa? Đó, ok nha. Ổn ha. Rồi, thì rõ ràng là gì đây? Going to, be going to dùng để vừa nói về một cái dự định đã có sẵn, đã có kế hoạch. Ví dụ, họ sẽ có đám cưới vào tháng sau. Thì rõ ràng đám cưới thì mấy đứa phải gọi là dự định trước cho thầy chứ. Đúng không các bạn? Đó, ok nha. Rồi. Thì quan trọng là cấu trúc. Được chưa? Đối với trường hợp này thầy cũng chia ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là trong câu nó có động từ. Được chưa? Vậy đối với trường hợp trong câu nó có động từ thì như nào, cũng chia thành ba thể. Thể đầu tiên, câu khẳng định. Chủ ngữ cộng be. Mà be thì nhanh gọn thì sử dụng is am are. Được chưa? Be của nó thật ra là các bạn sử dụng is am are thầy ơi. Chủ ngữ is am are, going to, rồi sau đó động từ nguyên mẫu. Mà nghĩ là gì cũng là sẽ luôn nhưng đã có dự định sẵn. Được chưa? Ví dụ, I am going to visit Nha Trang next month. Là tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng sau nhưng đã có dự định chưa? Đã có dự định từ thì mình sẽ dùng. Đề thi nó sẽ cho sẵn cái kế hoạch cho mấy đứa nhìn vào thì mấy đứa có thể đoán được nó có kế hoạch. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha, tiếp tục. Đối với câu phủ định nhiệm vụ của mấy đứa chỉ cần thêm gì? Thêm not vào thôi. Được chưa? Thì is not là bằng isn't, are not là bằng aren't, am not thì không có viết tắt. Được chưa các bạn? Đó, ok nha. Rồi sau đó chỉ còn thêm not thôi, đơn giản. Được chưa? Vậy đối với trường câu hỏi thì như nào? Đã có is am are rồi thì quăng is am are lên đầu thôi. Ví dụ, are you going to tell mom the truth? Là bạn sẽ nói với mẹ. Are you bạn sẽ nói với mẹ về cái sự thật chứ? Được chứ? Đó thì thầy có chữ truth là gì? Đó chính là thầy có truth là chính là cái sự thật. Vậy tell the truth là gì? Nói ra sự thật. Ủa vậy là mày định nói với mẹ sự thật đó hả? Thì rõ ràng thầy giả bộ thầy bạn đứa em của thầy nó gì nó có dự định nó nói với mẹ về cái sự thật. Được chưa? Rồi thầy hỏi, ủa vậy là mày đang có dự định là nói cái chuyện này với mẹ đúng không? Thì thầy sẽ dùng be going to. Nhưng mà đây là câu hỏi. Cho nên là thầy quăng is am are lên đầu. Được chưa? Quăng is am are lên đầu. Được chưa? Ok. Đó đối với trường hợp câu hỏi trả lời có không? Vậy đối với cái trường hợp gì đi? Bạn sẽ đi đâu vào ngày mai? Ví dụ ta thấy là bạn của thầy nó đang xếp đồ. Thầy hỏi, ủa mày tính đi đâu vậy? Mày định đi đâu vậy? Thì rõ ràng thầy có nói là bạn sẽ đi đâu không? Bạn sẽ đi đâu hả? Tự nhiên bạn sẽ đi đâu không? Ủa mày định đi đâu vậy? Đối với trường hợp này thầy có thể dịch là sẽ hoặc là định. Thì thầy hỏi sao? Where, đúng không? Ồ, đi đâu? Where, được chứ? Where are you, đúng không các bạn? Where are you going? Ví dụ như là to travel. Ví dụ, thầy hỏi, ủa mày định đâu vậy? Mày đang làm gì? À, tao, mày đang làm gì vậy? Thì phải dùng hiện tại tiếp diễn. Đang mà, mày đang làm gì? What are you doing? À, tao đang xếp đồ. Được chưa? Ngày mai tao đi du lịch. Thầy hỏi, ủa mày đi du lịch ở đâu? Nhưng mà rõ ràng cái này phải là cái dự định chứ, từ bạn mày sẽ đi du lịch ở đâu à, không mày định du lịch ở đâu thì rõ ràng là một cái kế hoạch ở trong tương lai. Được chưa? Phải hỏi là gì? Where are you going to travel? Mấy đứa nắm được chưa? Hiểu không? Hiểu được chưa? Ok nha.
Đó thì các bạn viết thêm này, where are you going to travel? Đối với trường hợp câu hỏi mà WA á, ví dụ what là where nè, nè chứ. Hoặc là khi nào mày làm đám cưới? Khi nào anh ấy làm đám cưới? When is he, chứ không được when he is nữa. When is he, ví dụ như là getting when is he going, đúng không? To get married. Khi nào anh ấy làm đám cưới? Thì có get married là đám cưới nè. Được chưa? Là động từ nè. Đó thì when is he going to get married? Thầy trả lời A. He is going to get married. Ví dụ như là married. Ví dụ như là next month, tháng sau. Được chưa? Đã có dự định rồi, chắc là đám cưới thì phải là dự định rồi. Hiểu không? When is he going to get married? Anh ấy sẽ khi nào anh ấy sẽ làm đám cưới? À, anh ấy sẽ làm đám cưới vào tháng sau, chắc chắn có dự định rồi. Mấy đứa đã nắm được chưa? Hiểu không các bạn? Hiểu không? Hiểu không? Được chưa? Đó đối với trường trong câu mà nó đã nó có động từ. Vậy đối với trường hợp câu không có động từ thì như nào? Mấy đứa quăng thêm be phía sau. Bởi vì nó đã chia is am are rồi, mấy đứa không còn thêm is am are nữa, nhiệm vụ mấy đứa vẫn chỉ thêm be thôi. Ví dụ she is going to be at the airport at 7. Airport là cái sân bay. Ở tại sân bay thì mấy đứa coi nè, phía sau này nó có động từ không? Không có động từ thì bắt buộc nó phải có gì? Nó phải có be. Được chưa? Đó, nhưng mà rõ ràng cái này nó có dự định, bởi vì mấy đứa ra sân bay thì mấy đứa phải có dự định như thế. Được chưa? Sân bay mà mấy đứa không ra dự, không có dự định, mấy đứa không muốn định ra khi nào là không được rồi, bởi vì mấy đứa mà không có dự định ra khi nào cái là mấy đứa bị lỡ chuyến bay. Được chưa? Cho nên là phải dùng go into chứ không được will nữa. Được chưa? Đó, tại sao không dùng chữ will nữa? Will là một cách bất chợt. Mấy đứa nhớ nha, will là một cách bất chợt. Ví dụ, thầy hỏi, ví dụ người người A nói nè. Ủa? Ủa hình như ngày hôm nay mày đi đâu? Ủa ngày hôm nay mình đi đâu ta? Ủa chết rồi tao không biết nữa. Ê, hình như là mày chuẩn bị là mày đi Sài Gòn đúng không? Mày có chuyến bay đi Sài Gòn ha, đúng không? À đúng rồi á. Chết rồi. Tao có chuyến bay đi Sài Gòn nhưng mà tao chưa chuẩn bị gì hết. Ôi, chắc là tao sẽ tới sân bay vào lúc 7 giờ tối nay. Nó bất chợt. Mấy đứa hiểu không? Cho nên phải dùng gì? Dùng will. Mấy đứa đã nắm chưa? Đó, bởi vì nó đâu có dự định đâu. Đùng một cái nó bị quên. Được chưa? Đó mấy đứa hiểu không? Đó, à, ồ chưa vậy chắc vậy ta tao phải sắp xếp là tao ra sân bay lúc 7 giờ. Nó bất chợt. Là hai trường hợp nó sẽ khác nhau. Được chưa mấy đứa nắm được chưa? Đó, ok thì chắc chắn là be going to là các bạn phải dùng như thầy cái gì? Đó chính là một cái sự kiện nó đã cố định, một cái dự định đã có lịch sẵn để lên kế hoạch từ trước. Chia ra hai trường hợp, một cái có động từ, một cái không có động từ, không có động từ thì be nhanh gọn. Và phủ định, các bạn chỉ còn isn't, are not hoặc là am not rồi câu hỏi cũng tương tự thôi. Không còn thay đổi gì hết nữa. Chỉ còn thêm chữ be thay thôi. Nhưng phải coi phía sau nó có động từ hay không. Làm bài vui lòng coi phía sau nó có động từ hay không, quan rất rất là quan trọng đó. Cho nên là học thầy thì mấy đứa phải vui lòng coi à cái này là danh từ, động từ, tính từ hay là trạng từ, mấy đứa phải gọi là động não mấy cái vụ đó. Được chưa? Đó, ok hiểu cách dùng của be going to chưa? Và các bạn nhớ hồi nãy thầy có viết ra đây nè, nó diễn tả một cái dự đoán có à, cái này các bạn viết thêm thầy, viết thêm thầy dùng be going to dùng để diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể. Được chưa? Diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể. Được chưa? Diễn tả một cái dự đoán có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể. Được chưa? Ví dụ thầy có hey, look at the dark cloud. Ê, nhìn cái đám mây mà đen thui kìa. Trời, nó chắc chắn nó sẽ mưa đó. Trời sắp mưa đó. It is going to rain. Rain là động từ mưa. Được rồi, danh từ là các bạn nhớ rain nó vừa là danh từ vừa là động từ. Thì danh từ của nó là cơn mưa, động từ của nó là mưa. Được chưa? Thì trời nó sắp mưa nhưng mà cái này gì? Nó chắc chắn xảy ra không? Chắc chắn xảy ra bởi vì trời kìa đen thui thui lui kìa. Mấy đứa đã nắm được chưa? Mấy đứa nắm được không? Đó, ok nha. Được không các bạn? Kịp không? Đó, các bạn phải coi nếu mà trong câu nó đã căn cứ xác định dẫn chứng cụ thể, nó chắc chắn nó sẽ xảy ra thì các bạn dùng như đây, các bạn dùng go into như thế. Được chưa? Kịp không mấy đứa, kịp không? Rồi các bạn viết vào nha. Ủa chứ sao vậy? Đó mà bây giờ bỏ được hả?
Rồi xong như các bạn, có bạn nào không kịp không? Có ai không kịp không? Ừ, hỏi đi. Thầy em lại con cho tôi đi thầy. Nãy bạn có nói lát á, con nghe không được Ai, rồi. đứa nào Ngọc hả? Dạ. Trời đất ơi. Như con đã hiểu cái hiệu, cái wheel chưa? Con hiểu cái wheel chưa? Ngọc. Con đã hiểu cái wheel chưa Ngọc? Dạ rồi thầy. Đó thì còn go into là gì? Con đã chép bài chưa? Thì chiếm rồi. Được chưa? Thì con coi thì con nói thử coi sử dụng go into khi nào. Vậy là khi có dự tính. Dự tính là dự Để tính là nói về sao? sự. Vậy thì để sử dụng cái tương lai có dự tính. Về dự định sẵn để lên kế hoạch từ trước. Được chưa? Đó, thì Will thì nó đã có kế hoạch trước chưa? Được chưa? Chưa, thì còn cái nào nếu có kế hoạch thì phải dùng cái gì? Chuẩn bị con từ. Be going to. Nhưng mà chữ be ở trong câu thì nó, nếu mà em con viết câu ra thì mình còn giữ chữ be nữa không? Mình còn giữ chữ be nữa không? Không. Mình phải biến đổi thành gì? Is am are chứ thầy. Được không con? Rồi, cái những cấu trúc này con viết hết chưa? Đó, cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng is am are cộng go into và động từ nguyên mẫu là mang nghĩa là sẽ hoặc là định. Các bạn thêm chữ sẽ hoặc là chữ định cho thầy. Ví dụ, tôi định đi Nha Trang vào tháng sau, tôi sẽ đi Nha Trang vào tháng sau. Đối với câu phủ định thì con chỉ còn thêm gì thôi? Câu phủ định con chỉ còn thêm gì thôi? Nó thôi. Mà is not thì bằng isn't, are not thì bằng aren't này, am not thì không có viết tắt. Được chưa? Đối với câu hỏi thì con phải như thế nào thôi? Còn được câu hỏi be going to thì quăng gì lên trước thôi? Quan tôi bay lên đầu. Quăng is am are lên đầu thôi. Con phải coi chủ ngữ cho thầy. Được chưa? Và động từ vẫn nguyên mẫu đối với trường hợp trong câu có động từ. Vậy đối với trường công câu mà không có động từ thì phải như thế nào con? Trong câu không có động từ thì phải go into gì? Bay. Go into be. Là nhiệm vụ của con phải như thế nào mình mới có go into be? Khi nào mới có go into be? Là không khi không có động từ. Khi phía sau nó không có động từ. Được chưa? Nắm được không? Ví dụ nè, she is going to be at the airport at 7 là gì con? Là cô ấy sẽ đi định đi tới sân bay lúc 8 lúc 7 giờ. Cho có chuyện đi tới không? Đâu có chuyện đi tới đâu. Cô ấy sẽ cái gì đây? At the airport là gì? Một cái nơi chốn mà cô ấy sẽ như đây. Sẽ tới sân bay lúc 7 giờ. Cô ấy sẽ có mặt tại sân bay lúc 7 giờ. Được chưa? Dạ. Bởi vì trong câu này phía sau này có động từ không? Dạ không. Không có động từ. Cái này một cái nơi chốn không phải là động từ. Cho nên phải dùng đây, phải dùng nếu mà đối với trường hợp này là bởi vì nơi chốn nó không có động từ bắt buộc em còn không phải dùng to be. Mà tại sao cái này phải dùng be going to là nó đã có dự định trước chưa? Dạ rồi. Rồi, cho nên mới cùng go into. Tại sao dùng y? Bởi vì chủ ngữ là số ít. Con nắm được chưa? Rồi. Ok, đó, hiểu không các bạn? Rồi, với thêm cái nữa là dùng để diễn tả một cái dự đoán có căn cứ xác định, có giọng chứa cụ thể. Được chưa? Cái câu này con đã viết vô chưa Ngọc? Tôi biết rồi thầy. Được chưa? Đó, ví dụ, ồ trời, nó đang thui thù lùi kìa. Nó sẽ chắc chắn nó mưa đó. Nó có căn cứ xác định. Được chưa mấy đứa? Có giọng chứng cụ thể. Nắm được không các bạn? Nắm được không? Đó, nếu mà đề nó ra câu này nè. Được chưa mấy đứa? Look at the dark cloud này. It is going to rain. Được chưa? Đó, ổn ha. Rồi, bây giờ đã hiểu rồi. Hồi nãy thầy nói rồi. Điểm chung của cả will và be going to là dùng để nói về một cái dự đoán ở trong tương lai. Dùng để nói về một cái dự đoán ở trong tương lai. Đó, ví dụ cô ấy sẽ là một học sinh giỏi một ngày nào đó, thì có one day là một ngày nào đó thì nó y chang như là gì? She's going to be a good student one day. Cô ấy sẽ là một học sinh giỏi một ngày nào đó. Được chưa? Đó, còn nếu mà nó cụ thể hơn là một cái dự đoán đã có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể, thầy sẽ dùng be going to. Được chưa? Trong câu này nó có dẫn chứng cụ thể không? Không có dẫn chứng cụ thể, nó chỉ đoán thôi, nó chỉ đoán thôi. Còn này là dự đoán nhưng mà có căn cứ xác định cụ thể. Được chưa các bạn? Đó, ok, thì các bạn nắm được đúng không? Thì thử làm thầy bài tập nè. Đó, ok. Rồi, các bạn làm thầy câu số 1 nè, thầy mời đầu tiên. Để thầy mò thử coi. Okay. Đầu tiên thầy mời ai đây? Thầy mời hộp này em. Hộp nãy giờ nắm được không hả? Hộp đâu rồi? Dạ được Rồi, ok, vậy câu này là câu số 1 thử coi. dạ đợi xin em phân tích câu xíu thầy. Ok rồi. Completely mang nghĩa là gì em? Dạ hoàn thành. Hoàn toàn em, một hoàn Hoàn toàn. Ủa sao bên em vang quá em sử dụng hai thiết bị hả? toàn. Dạ không có mấy bữa giờ rung quá không nói được. Rung quá là sao thầy không hiểu?
cái gì nghe rung? nghe thầy nói rung quá không nói được. Ôi trời nó ghê Ôi vậy. trời Không, ý thầy nó nói là quay bên của em nó nó bị quay đang bị vang 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 á, nó bị lặp lại á. Ôi trời đất ơi, gì mà sợ thầy mà em. sợ thầy em Rồi vậy rồi sợ. chắc em nói Sợ rồi chắc em có nói cái gì? Hả? vậy giờ thầy nói trước nha thầy thầy nói trước Không không thầy em nói gì không không nữa. thầy em nói gì nữa là em ngồi trong phòng nó bị vang á thầy. Ok rồi. Ok rồi Là thầy con số 1 coi. thầy con số một rồi Không biết đi đây, không hoàn đi toàn lên nha hoàn em. toàn em Forget nữa thầy, forget là gì em không biết thầy Cậu thiệt luôn cậu hả? thiệt luôn hả Má ơi, bữa giờ học bài bữa tôi giờ vẫn học nghe bài em. vẫn nghe em Có sơ sơ có sơ hả? sơ hả Đúng không? đúng không Ừ, dạ. Có sơ sơ thiệt có luôn sơ sơ hả? thiệt luôn hả cái sơ sơ thầy Nhưng tại sao có sơ người ta sẽ sơ? có sơ sơ ấy là có ấy là em học mấy câu ngắn ngắn trước còn mấy câu dài thì từ từ sao Từ từ là sao từ là từ không là hiểu. sao là không hiểu Lần cuối cùng mà em lần cuối học cùng là thứ học mấy? là thứ mấy Lần cuối dạ cùng thứ em năm thứ năm. thứ năm Không, cái lần cuối không cùng cái mà lần em cuối cùng học mà thầy em học á thầy là có phải là chủ là nhiệm có tuần phải trước không? đúng không Em từ từ em cho tới từ tới từ giờ cho luôn tới giờ hả? luôn Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thứ em hai từ thứ từ ba tới thứ giờ tư luôn cho hả? tới giờ luôn dạ do nhà em gặp nhiều chuyện em buồn buồn bực rồi em không học được tại em buồn Trời ơi ghê vậy. Sao ảnh hưởng dữ sẽ ảnh vậy? hưởng như thế Hồi xưa nhà thầy một cũng số tùm nhà lum thầy cũng chuyện tùm luôn lum em. chuyện luôn Không có ngày nào không có luôn á. Nhưng mà có thầy luôn sao mà vẫn nhưng được học được. Cho nên là cố cho gắng nên là cố gắng là là kiểm soát cái thằng kiểm nha soát chi phố lại cái chi thầy mấy phố cái lại đó. thành đó dạ Học hành đàng hoàng học hành lại đàng hoàng nha. lại nha Được không? được không Dạ. Chứ bữa chứ nào bữa nào tới lượt bữa em hỏi em á thì bữa em cũng vậy học sơ em sơ. cũng sơ Có phải chết không? có phải chết không Giờ mà chữ forget giờ mà chữ em phò không ghét biết trong nghĩa thì người làm thì sao mà nghĩa thầy thì có làm thể sao giúp mà được thầy em có được. thể giúp được em đây Forget mang nghĩa là forget quên, mà viết nghĩa là vào các quên bạn viết vào ai mà chưa viết vào thầy. Complete là hoàn toàn, forget là quên. About là gì em? Về. I completely forget about this là gì? vậy đây là tôi không tôi vậy là tôi hoàn toàn quên về đó quên về cái đó This mà cái quên đó this hả? mà cái đó Đó. hả quên 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 về đây cái đây Quên về cái điều quên về này. cái điều này Điều này. Give me a moment là gì? a moment là gì Đợi tôi một chút đó xíu, một chút viết xíu vào thầy viết moment là vào cái khoảnh moment khắc. Danh từ danh moment là từ khoảnh khắc thì ta moment có là give a give a khoảnh moment, give khắc me a a moment là moment cho là đợi tôi cho một chút xíu. Đợi tôi một chút đợi xíu. tôi một chút xíu Rồi. Tôi hoàn à, toàn tôi quên hoàn về cái toàn việc này, quên về đợi cái tôi việc một chút này xíu. Tôi sẽ làm cái việc sẽ đó làm thì cái cái việc này đó nó như nào em chọn gì will, am going hay là hay is là going to cái is này going phải to bị cái thiếu chữ chữ to rồi. tôi rồi Đó thì chọn câu nào đó thì chọn câu nào ABC, phân tích ABC này coi. dạ dạ vậy thầy là em vậy thầy là em chọn em going to Đã sẽ được chọn ta sẽ câu chọn I'm câu going ta sẽ to. chọn câu vậy vậy thưa thầy là điều đó là đã biết nhưng mà quên Nó quên thì nó nó phải như quên thế thì nào nó chứ phải như thế em? nào chứ em Nó quên thì nó nó có bắt quên thì giờ nó nó có bao nhiêu đợi nó chút xíu bao nhiêu tôi sẽ làm cái việc đó đó thì nó bất chợt hay là đã có dự nó định bắt sẵn? chưa định là bất chợt em dùng will à Chờ câu nó có chờ câu ba nó có hai ba cái một hai cái cái dự một định em coi mà không biết nó có dự con định biết nó luôn có dự định hả? Có hiểu không có vậy? hiểu không vậy Dạ hiểu rồi. Rồi thì chọn Rồi phải thì câu chọn A câu thầy I A will rồi. Tắt đi em trời ơi âm thanh như là âm trì địa ngục vậy á. Được chưa bạn? Thì câu này là gì? Tôi hoàn toàn quên về cái điều đó. Đợi tôi chút xíu tôi sẽ làm nó ngay. Thì rõ ràng cái việc này nó bất chợt mà. Nó có một cái là bất chợt và một cái là gì? Một cái là nó đã có dự định thì mấy mấy đứa phân tích mà cũng hiểu hay sao vậy? Mà quan trọng là câu này là cái gì? Mấy đứa không có từ vựng thì làm sao mà mấy đứa làm được? Đúng không? Mấy đứa hiểu là một chuyện chắc chắn là ngữ pháp thì mấy đứa đơn giản lắm, cấu trúc thì có nắm được đó. Nhưng mà bây giờ từ vựng thì mấy đứa không biết làm sao mấy đứa làm được bài. Cho nên từ vựng quan trọng không?
Mà hiện tại là mấy đứa thiếu từ vựng một cách gọi là nghiêm trọng luôn. Rồi tiếp tục câu số 2 là thầy mời bạn tiếp theo là thầy mời đứa nào đây? Trời ơi, hiệp hợp ơi là hợp. Rồi thầy mời Bảo Ngọc làm thầy câu số 2 nè con. Giờ là câu câu C. Tại sao chọn con C? Cả A và B đúng không? Dạ. Tại sao chọn cả A và B? Là Cái này thầy sửa lại. Tại sao em chọn cả A và B? Có hiểu tại sao không? chị là không hiểu được cái câu đó hả? Bữa giờ có coi có lại từ vựng không con? Dạ có, dạ con cũng mới coi lại xong luôn á thầy. Ừ, nhưng mà từ vựng không hiểu luôn à. Tối nay gì đây? Dạ tối nay tôi về rồi. Chữ stay mang nghĩa là gì? Dạ về. Stay mang nghĩa là về luôn hả? Sao mấy đứa giờ những cái từ vựng cơ bản này mà mấy đứa cũng không biết nữa là sao thầy chịu thua luôn á. Nản dữ vậy trời. Stay mang nghĩa là gì con? Trời mấy đứa ta chữ stay mà giờ mấy đứa cũng không biết nên làm sao mà thầy dạy tiếp đây. Chữ stay mang nghĩa là ở. Ở nhà. Viết vào stay là ở. Căng ghê luôn á. Stay là ở, nhưng mà ở này nó khác với gì leave? Stay này nó khác với leave. Stay này gì đây? Là sống ở một nơi kia tạm thời thôi. Ở nhà nè. Được chưa? Đó, hoặc là ở khách sạn nè. Được chưa? Hoặc là ở Nha Trang, ví dụ như là thầy đi chơi thì sẽ là ở Nha Trang. Được chưa? Thầy không dùng live, live là mình sinh sống luôn. Mấy đứa hiểu không? Live là mình sinh sống luôn. Được chưa? Là tôi đã nói với Châu là tôi đã nói với Jimmy sẽ đến và đây và thưởng thức. Enjoy là gì có biết nghĩa không con? Không. Thì tôi quên. Sao mà con yếu dữ vậy con? Rồi, hơi kinh khủng thiệt. Yếu dã man yếu luôn. Viết vào enjoy là gì? Thưởng thức, phải tận hưởng. Series là bộ phim series là phim series phim. Con có biết cái series phim không? Thôi hoặc là bỏ chữ series đi, phim là được rồi, new phim được rồi. Thì con này con dịch lại thử coi. Giờ tối nay tôi ở nhà. Tối gì đây? Tối nay nhưng mà đây thì tối nay chưa? Tôi và con ít nhất phải thêm chữ gì cho thầy chứ? Mình đang học về cái gì đây con? Là piano với lại viết. Will nó mang nghĩa là gì? Giờ sẽ Dạ con thiếu chữ gì của thầy rồi? Giờ tối nay tôi sẽ ở nhà. Rồi con coi cái này nó đã có dự định chưa? Con phải coi coi phía sau nó đã có dự định trước chưa? Hay là bất chợt? Vậy có giờ đặt rồi. Có dự định thì chọn nào? Vậy là em coi tôi. Gam con tô hiểu không? Đó một thêm một lần nữa là mấy đứa hiểu là một chuyện mà mấy đứa không có từ vựng lên mấy đứa không thể nào mấy đứa làm bài được. Trời ơi là trời. Rồi, câu số 3. Tiếp tục thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời Xuân Lan này em. Xuân Lan đâu rồi ta? Ủa Xuân Lành nãy có thấy mà đúng không Xuân Lành? Trời ơi Xuân Lành sao mà chẳng bao giờ thầy nghe được tiếng của em luôn á Xuân Lành. Sao mở loa lên chứ em? Loa đâu rồi?
Rồi câu số 3 thầy mời Lợi Thu nè em, Lợi Thu đâu rồi ta? Dạ Rồi làm thầy câu này nữa coi. yeah, không. Câu A, tại sao em chọn câu A nè? Thì cái này là có dự định À, đúng rồi, để em đi Nhật Bản thì phải có gì đấy, phải có dự dự định. Đúng không các bạn? Thì câu này em dịch là gì? tôi sẽ bay đến Nhật Bản vào tháng 11 vào tháng 12, được chưa? Ổn mát. Được chưa? Câu này cả A và B. Mấy đứa sử dụng A và B khi nào? Khi mà người ta đang dự đoán thì mấy đứa hãy nên dùng A và B. Chỉ đối với trường hợp người ta dự đoán một chuyện gì đó ở trong tương lai thì mình dùng A và B thôi. Được chưa? Và nó thêm một cái là dự đoán đã có ở đây, đã có cơ sở chắc chắn. Được chưa? Ví dụ thường nói ra gì? Trời tôi đen thui thù lùi nè, trời nó sẽ mưa, thầy dùng go into. Được chưa mấy đứa? Rồi, câu số 4. Mời bạn tiếp theo nè, thầy mời Ngọc Trâm nè em, nhanh gọn nè em, rẹt rẹt nè Ngọc Trâm. dạ b này Rồi dịch thôi nè. dạ nếu như mà bạn có một vài vấn đề gì thì đừng lo lắng, tôi sẽ giúp bạn. Rồi cái này hãy dùng gì? Dạ I'm going Tại sao em to, dùng going to do? dạ tại vì có dự định trước rồi. Cái mà dự định, sao mà dự định em? Em giúp đỡ người ta sao mà dự định? dạ Em có biết khi nào người ta có vấn đề không? Em dự định. Mà đối với trường con này là dạ có chữ do nữa, tự nhiên I am going to do help you là gì? dạ quên thầy. Thì con này phải chọn là gì? Will. Will. Tự nhiên em giúp đỡ mà em có dự định làm gì em? Vậy đối với tại sao cái này dùng will? Tại sao cái này dùng will? Nó sử dụng cách nào, nó cách dùng của nào của will? Cách dùng nào của will? Chưa biết trước. Sao mà chưa biết trước? Nó cũng là một phần chưa biết trước, nhưng mà con nói em nói lại thầy cách dùng của will coi. Cái đầu tiên là dùng để làm gì? Để nói về lời hứa. Cái gì nữa? Dạ, lời mời đề nghị. Rồi còn gì nữa? Tôi chỉ chờ xỉ làm, không có dự định trước. Và cuối cùng, Dạ, những thứ không hoạt động vậy được. con em nghĩ là cái này là dùng để làm gì đấy? Tôi sẽ giúp giúp đỡ bạn. Lời hứa. Lời hứa, hoặc là có thể là một cái lời dự định, là cái lời mời, hoặc là cái lời đề nghị. Đúng của nó phải là lời đề nghị, hoặc là lời hứa cũng được. Đối trường hợp này cũng là lời hứa cũng được. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục con số 5 nè. Thầy mời bạn tiếp theo là thầy mời Mỹ Thiện nè. Mỹ Thiện đâu rồi? Dạ em nè thầy. Rồi làm giúp thầy nãy giờ có nắm được không ta? Dạ chọn câu A. Rồi tại sao nhận câu A nè? Thì bởi vì câu hỏi là are you Được chưa? Thì trả lời là tôi gì đấy? going? I'm going Thì dịch là gì? Tôi gì đấy? to. Tôi dự định sẽ gặp bạn. Tôi sẽ đi gặp một người bạn. Được chưa? Tôi Em còn dự định nữa. Tôi định đi gặp một người bạn là được rồi. Một là tôi sẽ đi gặp một người bạn, nhưng mà là có dự định, và là tôi định đi gặp một người bạn. Được chưa? Đó thì rõ ràng. Oh, where are you going? Bạn đi đâu vậy? Mày đang đi đâu vậy? Mày sẽ định đi đâu vậy? Tao định đi gặp một người bạn. Rồi câu số 6, thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời Duy Tiên nè em. Duy Tiên đâu rồi? dạ thầy Rồi nắm được không Duy Tiên? dạ được Rồi thử câu số 6 giúp thầy nha. dạ thưa thầy là câu A Nè, tại sao câu A là đúng rồi nè, tại sao? dạ dạ thưa thầy là đây là một điều xảy ra đột ngột. Đúng rồi, đột ngột. Được chưa? That's the phone, điện thoại kia, để tôi gì đây, tôi sẽ trả lời nó. Đơn giản hơn, đột ngột, mấy đứa hiểu không? Rồi câu số tiếp theo. Rồi thầy mời bạn Nhật nè, Nhật đâu rồi ta? Nhật đâu rồi nè. Dạ thầy. Rồi nắm được không? Nắm được không? Dạ. Rồi, ok thì câu này em thử rồi coi. Câu số 5 hả thầy? Câu số 5 nè. Em gì vậy coi, tôi gì đấy? Tôi không biết cái vấn đề gì đến cái xe của tôi. Thì Nói gì đấy? it will. Tôi không biết chuyện gì, nói chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của tôi. X là gì em? It's là chiếc xe. Nó gì đấy? Em làm thì Nó em phải dịch. sẽ I want. Nó sẽ không khởi động được. Nhưng mà tại sao cái này phải dùng I want? Tại sao dùng it want? Về cách dùng nào? Thì thầy là những thứ không hoạt động được. Đúng rồi, những thứ có hoạt động là các bạn quăng thầy chỉ want. Đối với cái trường hợp á, thầy nghĩ gọi là thầy khuyên mấy đứa một cái mẹo nè. Đề thi á mà mấy đứa thấy những cái đồ vật á
đồ vật á, đối với trường hợp mà go into vậy là one, mấy đứa chơi nhanh hay gọn one cho thầy. Đối với trường công này mà nó khó mấy đứa à, nhưng mà mấy đứa nhìn vô mấy đứa thấy một cái đồ vật thì mấy đứa chơi thầy chỉ one được chưa đó. Đối với trường cái trường hợp will hoặc là go into thôi, nhưng đó là cái mẹo của thầy được chưa đó. Ok ha, thì coi vậy tôi không biết cái chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe ô tô của tôi, gì nó không có hoặc nó không có khởi động được, thì rõ ràng đang nói về gì đây, đang nói về một cái đồ vật nó không hoạt động được, thể dùng want được chưa mấy đứa đó. Bởi vì store là động từ cho nên không còn be nữa được chưa. Thì các bạn viết vào thầy chữ happen, happen nó mang nghĩa là xảy ra, viết vào thầy happen là xảy ra, đây một cái động từ. Nhớ nha, các bạn làm bài á, các bạn học thực vận các bạn vui lòng nhớ cái gọi là cái từ loại của nó, happen là động từ là xảy ra được chưa. Bởi vì cái này là quá khứ cho người ta thêm ed, cái chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe ô tô của tôi được chưa, nó không hoạt động được, nắm được chưa. Rồi hiểu các bạn rồi, câu số 6 nha. Tiếp tục, thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời Thanh Thư nè em. Thanh Thư đâu rồi ta? Ủa Thanh Thư nhưng ở đồng mít không được rồi. Thầy mời Trúc Quân nè. Trúc Quân ơi, Dạ, nãy giờ nắm được không em? em tự hỏi. Ừ, vậy câu số 7 thử thầy nè. Clouds là gì? Là đám mây. Đám mây. Look at those clouds thì từ vựng thầy dạy hết chưa? Là gì em, anh nghĩ là gì? Nhìn những đám mây đó. Ờ, nhìn những đám mây đó kìa, trời gì đấy, cái này phải dùng gì đấy, Sẽ trung là dùng tại sao dùng chữ biểu dự đoán. Dự đoán là dùng is going to happen. ủa nhưng mà ai Will có dùng để dự đoán không? Dạ không. Nãy thầy vừa mới nói em cái gì đây, điểm chung của cả will và be going to là dùng để nói một cái dự đoán trong tương lai, em đã viết ra chưa? Nhưng mà điểm khác nữa là gì, dùng để diễn tả một cái dự đoán nhưng mà nó có căn cứ xác định, có dẫn chứng cụ thể. Thầy vừa mới nói cái nhìn cái đám mây trên trời kìa, trời nó chuẩn bị mưa, dùng it is going to rain mà em cũng quên luôn hả Quỳnh? Hả Quỳnh, sao mà dễ quên dữ vậy em? Vậy câu này chọn gì đây? Nghĩa là is going Tại sao dùng is going to? to là Dự đoán như thế nào đây? dự đoán có căn cứ. Dự đoán có căn cứ, được chưa? Nắm được không vậy? Rồi em làm thêm này công câu nè, câu số 8 nè. Tea or coffee? Người ta đang hỏi uống trà hay uống sữa, lộn rồi, uống 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 trà hay là uống cà phê, thì chọn câu gì đây? Em uống trà hay uống cà phê đó. Tại sao chọn câu B nè? Đúng rồi, là tại sao? Cứ như em chọn nó hên xui hay sao mà em kiểu như không có tư duy gì hết trơn vậy? Thì tại sao nó phải chọn câu B? là sẽ uống trà. Ừ, nhưng mà câu A nó cũng sẽ uống mà em. Nghĩa là Tự nhiên tôi uống trà là lời đề nghị làm gì em? Em trả lời cho thầy biết coi, be going to dùng để làm cái gì? Trời đất ơi là trời. Nãy giờ em đi đâu ở trên trời vậy Trúc Quỳnh? Hai bên luôn cho về mình để nói về dự định đã định sẵn. Thì em coi tại sao cái câu này mình không dùng câu A? Dạ hay đó là cái đó là mình chưa biết trước nên là mình chưa có định sẵn được. Thì em chọn câu B, em hiểu không? Thì bởi vì cái này em là nhân viên. Ví dụ như là em tới một cái quán cà phê, nhân viên hỏi uống gì thì em đã định sẵn trong đầu là em uống cái gì chưa? Chưa. Chưa thì phải chọn gì? Chọn will, nắm được không? Dạ. Rồi, nó coi có nhiêu đó thôi, làm thầy câu cuối đi cho nó chắc nè coi. Câu này chọn đoán thử coi. Câu này là gì? Em đoán thử nghĩa là thanks for your offer.
Là câu này là gì? Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn bạn đi. Rồi, tiếp tục coi coi. Nhưng tôi ổn. Nhưng tôi ổn. Rồi, John gì đó. Help me là gì? Vậy là giúp tôi. John gì đó giúp tôi. John như thế nào đây? John cái gì giúp tôi? Câu này mang nghĩ đây. John gì? Thêm một từ nữa thôi coi. John là gì em? John gì giúp tôi? Là Will. Thì will nó mang nghĩa là gì? Em đang nói hiểu nó tiếng Việt mà. Là sĩ. Sẽ giúp tôi, John sẽ giúp tôi, nhưng mà phải coi thì cảm ơn bạn, nhưng mà tôi ổn, John sẽ giúp tôi. Thì em nghĩ là cái việc này nó đã có định sẵn trước chưa? Định sẵn trước chưa? Trả lời thử coi. Cho chị giúp tôi là đi ăn đồ. Rồi thì phải chọn gì, A hay B hay là cả hai? Người thứ hai. Tại sao chọn cái hai? Tại sao chọn cái hai? Em chỉ sử dụng chán thì em học xong mà cái đầu óc em để đâu quá Quỳnh. Thầy chịu thua với mấy bạn luôn á. Các bạn yếu thì các bạn yếu cũng vừa vừa thôi. Em nói thử tao nghe lại coi, cái điểm chung của Will và Bigo Anto là cái gì? Hay là mình đã dự đoán Thì em coi con trong câu này em sử dụng cả hai thì nó có dự đoán không? là có. Vậy đúng rồi, cho nó sẽ giúp tôi là sự dự đoán hả? Nó có dự đoán không? Không. Thì cảm ơn bạn, nhưng mà tôi ổn, cho nó sẽ giúp tôi, thì bởi vì là một đứa nó gì đấy, nó đề nghị giúp đỡ, nhưng mà nó là tôi ổn thì cho nó sẽ giúp tôi, bởi vì cái việc này là gì, là John, cái việc mà thằng John nó giúp đỡ mình thì chắc chắn là gì đây, nó đã giúp nó đã có kế hoạch rồi, cho nên phải chọn câu gì đây. Nhìn vô thì mấy đứa phải tư duy cho thầy chứ, phải đặt câu hỏi tự nhiên, nếu mà chọn A thì B thì như nào, nó phải là dự đoán không? Làm cái gì mà nãy giờ cho cái ví dụ tùm lum tùm la hết mà cũng không hiểu luôn. Quên, bữa vừa có học bài không nhiêu bên? Dạ có này. Cho nên em phải coi kỹ nữa thầy nghe chưa Quên? Dạ. Chứ học vậy là không ổn đâu. Có cái nào không hiểu thì nãy giờ có gì không hiểu không? Quên. Dạ không thầy. Nếu mà gì có cái gì mà có không hiểu thì coi lại video thầy được chưa? Dạ. Có gì không hiểu thì nói này liền. Rồi câu số 10 nè, thầy mời bạn tiếp theo là thầy mời ai đây? Trời ơi, thầy muốn nhức đầu với mấy đứa luôn á. Cái tôi dán rồi. Rồi đây, thầy mời anh Thư nè em. Anh Thư đâu rồi? Ủa anh Thư hôm nay vắng hả? Ủa sao không bỏ loa lên đi em. Vậy câu số 10 em nhắn tin cho thầy, nó đang chọn câu gì đây? Weather forecast là gì? Weather forecast đó chính là dự báo thời tiết. Thì chọn câu nào thầy đây? Chọn câu B, tại sao em chọn câu B?
định? Sao mà dự định nữa em? Đã dự đoán thời dự báo thời tiết mà sao mà còn dự định nữa? Dự định mà em phải chọn wheel hả? Dự định mà em chọn wheel hả? Thì câu này có bạn nào có đáp án kháng không? Ủa A ở thầy xem là có lục B á. Được chưa? Thì câu này có bạn nào có đáp án khác không? Cái này các bạn là cái này dự đoán thì thầy sẽ dùng will nha mấy đứa. Được chưa? Đó, thật ra cái này nếu dự đoán thì chọn cả hai cũng được, nhưng mà nó bị gọi là ở bên tiếng Anh thì thật sự thì đối với trường hợp này chơi A hay chơi B cũng được, nhưng mà thầy sợ trên trường giáo viên của mấy đứa bắt là phải chọn con của B là chữ will. Được chưa? Đó, cho nên cái này là thôi thì mấy đứa chọn will thầy nha, chọn will đi. Bởi vì cái này dùng will hoặc là be go into cũng được, chơi cái nào cũng được. Được chưa? Đó, cho nên là nếu mà giáo viên trên trường bắt thì mấy đứa chọn là chữ will thầy. Ổn ha, the weather forecast says it will rain tomorrow. Được chưa? Rồi câu số 11 nè. Thầy mời bạn cuối cùng nè, thầy mời Xuân Lành nè, nha trả lời thầy coi chọn câu nào nè, nhắn tin cho thầy coi chọn câu nào. Có thầy kêu lành mà đâu phải mỹ thiện đâu, lành mà. À, hay là Mỹ Thiện trả lời câu 10. Lành, nhắn tin thầy coi chọn câu nào đây Lành. Câu B, tại sao câu B? Nói về cái gì đây? Đúng rồi câu B đó, thì chắc thầy các bạn là Lành đã biết rồi tại sao chọn câu B, bởi vì cái này nó không hoạt động được. Thì các bạn vui lòng viết thầy chữ khép, đó chính là cái nắp. Được chưa? Viết vào thầy khép đó mà nghĩa là cái nắp. Khép là cái nắp. Khép là cái nắp. Được chưa? Bởi vì cái này không hoạt động được. Bây giờ tôi không thể ở đây, tôi không thể mở được cái chai. Cái gì? Cái nắp gì đây? Nó không di chuyển được. Thầy có move là cái di chuyển. Được chưa? Động từ move là di chuyển. Được chưa? Move là di chuyển. Được chưa? Cái nắp này nó không di chuyển được. Các bạn phải chọn want. Nắm được chưa các bạn? Quá đơn giản. Ok ha. Rồi viết vào thầy chưa? Rồi câu số 3, đối với trường hợp mà các bạn phải chia thị thầy chọn cái nào will hoặc là be go into cho nó phù hợp nha. Bạn đầu tiên là thầy mời Bảo Ngọc làm thầy câu số 3 nè con. Tidy your room là gì con? Dạ Tidy your room là gì? Câu số 3 tidy your room là gì? Dạ dọn dẹp dọn dẹp phòng, vừa vô mẹ kêu nè. Ok, go. Đi, dọn dẹp phòng của con đi. Rồi, B trả lời. Ok. Rồi, tôi gì đó sẽ làm nó ngay bây giờ thì chọn gì đấy? Will. Will Tại sao chọn will con? là bất chợt. Đúng rồi, bất chợt. Nó không có dự tính trước. Ổn áp. Rồi câu số 4 nè. Thầy mời Cẩm Thúy nữa em. Cẩm Thúy. Cẩm Thúy đâu rồi? Rồi chọn thầy câu số 4 là chọn gì đây? Chia thì cho thầy luôn nha. Will gì đây? Viết ra if it rains we gì đây, we will go hay là we is going to đó, chơi thử coi we gì đó, trả lời thử coi. Tại sao we are not going to? Các bạn nhớ viết vào đó thầy, đối với trường hợp mà trong câu mà nó có if thì vế phía sau phải dùng ủa dự đoán. Rồi sao mà dự đoán thì thầy dùng will cũng được mà em. Được chưa? Thì đối với trường hợp này một câu là không biết rồi, trong câu có if thì vế sau
dùng will. Được chưa? Đó, nếu gì đó thì sẽ. Thì câu này là dùng nghĩa if it rains we will not go to the beach. Được chưa bạn? Nếu mà trời nó mưa thì chúng tôi sẽ không đi ra biển. Được chưa? Cứ là trong câu có if thì vế phải dùng will thầy viết vào cho nhớ. Đó, nếu mà trời mưa như if là mang nghĩa là nếu nha, if là mang nghĩa là nếu. Rồi ok nha. Tiếp tục thầy mời bạn Xuân Lan nè. Ồ tôi Xuân Lan nó trắng tin nó mệt quá. Rồi Lợi Thu nè. Lợi Thu giúp thầy nè, Lợi Thu. In my opinion là gì? Có biết opinion là gì không? Đúng rồi, ý kiến. Bạn nào chưa biết thì viết vào thầy. Opinion là ý kiến. Để viết thầy, in my opinion là theo ý kiến của tôi. Viết vào thầy nha. Opinion là ý kiến. In my opinion là theo ý kiến của tôi. Rồi, theo ý kiến của tôi thì cô ấy ở đây thì dùng gì đây em? Dùng y dùng go into được không? Dùng go into được không? Không. Tại sao không? Không có dự định. Nhưng mà thầy đã nói với em thì điểm chung của will và go into là cái gì? Dự đoán thì cái này gì là đang nói về cái gì đấy? Câu 5 cũng đang nói về gì? Dự đoán thì chọn cái nào? Cả hai. Được chưa? Vậy cả hai thầy dùng she gì đấy? She gì? Đúng rồi, she isn't going to pass the exam hoặc là she will not pass the exam. Được chưa bạn? Bởi vì cái này dự đoán mà. Theo ý kiến của tôi. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì đúng của thầy sẽ thường thầy sẽ dùng chữ will á. Dự đoán thường thầy dùng chữ will hơn là chữ go, be going to. Thường là be going to là nó đã có căn cứ gọi là cụ thể. Được chưa? Nhưng mà nói chung là trong sách kêu là gì? Dự đoán thì dùng cả hai thì dùng cả hai thầy. Được chưa? Rồi câu số 6 nè. I'm driving to the party. Would you like a lift? Được chưa? Cảm ơn. Nhưng mà tôi cái gì đó. À, được chưa? Rồi câu số 6 thầy mời bạn tiếp theo là thầy mời Ngọc Trâm làm giúp thầy là Ngọc Trâm. Lift mang nghĩa là gì em? Dạ, muốn cho là clip là đi nhờ đúng Đúng rồi. Ủa, bữa thầy dạy chưa? không? Được chưa? Ồ chưa hả? À, chắc là bữa giao tiếp bữa sau thầy dạy em đó. Clip là gì? Đi nhờ nha các bạn. Được chưa? Đó, các bạn nhớ viết vào thầy. Would you like? Bạn có muốn? Bạn có muốn cái gì đó không? Đó. Được chưa? Câu này dùng để gì đây? Câu này dùng để mời. Được chưa? Câu này là dùng để mình mời. Would you like? Đó, ví dụ thầy có gì đây? Would you like some water? Bạn có muốn uống nước không? Đó, bạn có muốn một ít nước không? Đó, đây dùng để mời. Được chưa? Bạn would you like some water? Được chưa? Thì các bạn clip là clip đó chính là gì? Đó chính là quá giang. Would you like a lift là gì? Bạn có muốn quá giang không? Bạn có muốn đi nhờ không? Được chưa? Đó, would you like a lift? Bạn có muốn đi nhờ không? Câu này là dùng để mời nha mấy đứa. Rồi cái câu này em nói thử nào thầy coi chọn thử giúp thầy nè Trâm. Các bạn viết vào nha chứ từng tí nữa là đừng có nói dạ thầy ơi em không viết kịp nha. Rồi Trâm nói, dịch thử thầy coi câu này nè. Dịch đi, dịch trước thì dịch trước giúp thầy nè, dịch trước thầy, dịch trước giúp thầy nè. Là tôi đang đi đến bữa tiệc, bạn có muốn đi nhờ không? Câu bé. Thì là Cảm ơn nhưng mà gì tôi đấy? chưa biết được thầy. Cảm ơn tôi gì đấy? Nhưng mà tôi xin chưa biết. Nhưng mà sẽ dùng gì đây em? Ai vậy? I'm going to take. Tại sao I am going to check? Đúng rồi, tại sao? Tại ông nghĩ là này định đi xe buýt từ trước Đúng rồi. rồi, em đi xem biết từ trước thì em mới từ chối người ta chứ. Hiểu không? Đúng không bạn? Đó. Được chưa bạn? Các bạn phải gọi là phải có dự định từ trước thì mấy các bạn mới từ chối người ta chứ. Đối với cái trường hợp là gì hồi nãy đó. Tôi sẽ đúng rồi hồi nãy thầy các bạn thầy quên các bạn đó chỉ là chữ offer. Chữ offer là cái lời đề nghị.
Được chưa? Đó, đâu câu nào đâu rồi. Cảm ơn vì lời đề nghị của bạn. Nhưng mà John sẽ giúp tôi. Đâu rồi? Đây, thanks for your offer. Các bạn biết là offer là lời đề nghị. Danh từ nha, offer danh từ mang nghĩa là lời đề nghị. Lời đề nghị. Cảm ơn vì lời đề nghị của bạn. Nhưng mà tôi ổn, John sẽ giúp tôi. Thì rõ ràng đối với cái trường hợp mà mấy đứa từ chối á, một người mà đề nghị giúp đỡ phía sau mà nó có từ chối và một cái việc gì đó xảy ra, thường nó đã gì, đã dự định sẵn. Mấy đứa hiểu không? Offer là lời đề nghị, lời mời. Được chưa? Lời mời hoặc lời đề nghị, viết vào đó thầy. Đó thì rõ ràng câu này tại sao dùng would you like? Được chưa? Là dùng để mình mời. Bạn có muốn đi quá giang không? À cảm ơn nhưng mà gì, tôi sẽ đi taxi. Được chưa bạn? I am going to take the bus. Được chưa? Đi đi xe buýt chứ lộn. Trường hợp nào mà mấy đứa viết thầy take the bus nha, là bắt taxi nha các bạn. Bà lộn, bắt xe buýt, nhớ take nha. Take the bus là bắt taxi. Bắt xe buýt, khổ ghê. Được chưa? Trường hợp nào thầy mới dùng I will take the bus? Ví dụ. Ví dụ. Đây. Chết rồi. Bây giờ mình dự định là về nhà bằng taxi. Mà bây giờ không có taxi. Thôi, chắc là mình sẽ bắt cái chuyến xe buýt. Thì cái việc mà bắt xe buýt này đã có dự định chưa? Chưa, nó đột ngột và nó bất chợt. Thầy dùng will. Mấy đứa nắm được chưa? Đó, ok ha. Rồi, câu số 7 thầy mời bạn tiếp theo, thầy mời Mỹ Thiện nè em. Mỹ Thiện nè. Dạ dạ thầy. Rồi là nãy giờ nắm được đúng không? Rồi làm sao câu số 7 nè, y chang như câu nãy luôn. Thầy nói thầy là is going to rain. Is going to rain. Tại sao is going to rain em? Là bởi vì diễn tả một dự đoán có căn cứ xác định có đúng rồi. Chứng cụ thể. Đó, đúng rồi, chính xác. Ok. Đó, nó đã gì? Phải dùng is going to rain bởi vì gì đấy? Nhìn bầu trời kìa, mấy đứa cứ như bầu trời là dùng is going to với thầy nhanh gọn. Được chưa? Thì các bạn viết cho thầy rain heavily. Đó chính là mưa lớn. Viết vào thầy rain heavily là gì? Mưa lớn. Viết vào nha. Mưa lớn. Rồi, tiếp tục câu số 8 nè, thầy mời một bạn nè. Thầy mời Quang Hợp nè. Quang Hợp đó rồi. Em có biết chữ company mang nghĩa là gì không Quang Hợp? Company mang nghĩa là gì? Company hả thầy? Có biết nghĩa không? Dạ không thầy. Trời ơi, sao cái từ nào cũng biết nghĩa vậy em? Company là công ty, biết bảo thầy. Trời ơi. Hold động từ mang nghĩa là tổ chức. Meeting là gì em? Meeting là gì? Meeting là gì? Meeting là gì có biết không? Meeting hả thầy? Buổi họp, viết vào cho thầy nhớ đi em. Sao cái từ nào cũng biết vậy họp, sao ngộ vậy ta? Vậy câu này em làm gì, em thử coi cái này là dùng hô mang nghĩa là gì em? Hô mang nghĩa là gì? Dạ. Hô mang nghĩa dạ, là gì? Chức. Tổ chức. Dạ tổ chức. Được chưa? Thì câu này em nói thử ta coi công ty gì đây? Nói tiếng Việt trước đi rồi dạ, sau đó là nói tiếng sử dụng tiếng Anh. Dạ thế này là công ty rồi gì nữa dạ, em? Gì nữa? Thầy đang còn em dịch tiếng Việt trước rồi sau đó em mới sử dụng tiếng Anh. Vậy là công ty tổ chức. Nhưng mà cái này tổ chức em phải thêm gì đang học đi về tương lai mà em phải thêm từ gì thôi chứ thầy chứ. Dạ vậy thầy là vậy thầy là dùng thầy em phải thêm từ sẽ nữa chứ thầy. Sao nó kỳ vậy ta? Thì dịch lại thử coi em hợp. Vậy là
công ty sẽ là một tổ chức, sẽ là tổ chức, Sẽ là tổ chức là sẽ là gì? tổ chức là gì? Lẹ coi. Vậy ra là công ty sẽ là Em một tổ chức à. dịch tiếng Em Việt dịch mà tiếng em thêm chữ Việt mà em sẽ thêm là chữ tổ chức sẽ là là sao? tổ Em nói chức xong mới có là hiểu không vậy hả? Sẽ là tổ chức sẽ là là cái tổ gì? chức là cái gì? Nói lại. Nó là vậy là công ty là tổ chức. Thầy muốn nhức đầu với em luôn á em. luôn á em. Tổ chức là Tổ tổ chức chức là một buổi tổ chức tiệc, buổi tổ tiệc, chức một tổ buổi chức họp, một em buổi hiểu họp, không? Chứ nó không phải là một cái tổ chức, này là một cái danh, thầy đang nói là động đang từ mà nói là động em. từ mà em. Vậy là công ty sẽ tổ chức một buổi họp quan trọng vào tháng sau. Thì cái này em phải dùng Cái này em là phải dùng will là hay là will. going to? Vậy ta là dùng will. Tại sao dùng will? Tại sao dùng will? Vậy ta là bởi 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 vì câu này. Em sử dụng Em will thì sử em dụng phải will ít nhất thì em em phải phải cho thầy ít nhất câu em trả phải lời cho tại thầy sao em câu phải trả dùng sử lời dụng will. Em nói cách dùng câu nói will cách cho thầy dùng coi. câu will thầy coi. Vậy tức là will dùng để diễn tả à, dùng will, vậy là will dùng để nói về một lời mời, Cái lời này có đề lời mời nghị. không? Vậy được câu này nghe thầy. Vậy tức là có. Cái này là Cái công này ty nó là sẽ công ty tổ nó chức một sẽ buổi tổ chức tiệc, một buổi một cái buổi một họp cái buổi quan họp trọng vào quan tháng sau trọng mà nó vào một tháng cái lời sau mời mà hả nó một em? cái lời mời. Dạ, đã là một lời mời ạ. Nói tiếp tục cái Nói will tiếp là tục dùng cái gì quyền vậy là dùng nữa? cái gì nữa? Vậy là một lời hứa hoặc là một sự việc bất bất ngờ không Cái bao này giờ nó có tính hứa, trước. nó Cái có này bất có hứa, ngờ nó có không? bất ngờ không? Dạ, vậy là một lời hứa. Sao mấy mấy Sao đứa tư mấy duy đứa sao tư nó duy kém sao dữ vậy mấy đứa? dữ vậy mấy đứa? Vậy em sử dụng Em going sử to dụng khi going to nào? khi nào? Vậy là sử dụng going to khi nói về một dự định để lên sẵn từ trước. Em nghĩ cái cuộc Em nghĩ họp này cái nó có cuộc lên họp này có sẵn lên không? sẵn không? Dạ, có. Nhưng tổ chức một Nhưng cuộc tổ họp chức em một lời cuộc hứa họp làm em cái lời gì hứa em? làm cái gì em? Thôi mỗi lần mà tối Mỗi em lần mà cái là tối thầy nhức em cái đầu là à. nhức đầu à. Thầy tại thầy Thầy cái tại câu thầy này cái chọn câu gì này đây? chọn gì đây? Vậy là chọn em Gwyn Gwyn Tu. Chọn gì? Chọn gì? Vậy ta là chọn là chọn y Gwyn Tu. Tại sao nhận y Tại sao mà nhận nãy em y như dùng nước mà nãy an? em như vậy? Tại sao nhận y? Tại sao nhận y? Vậy ta là công ty là có một Going to gì đây? Gwyn Tu hút. Hô, nắm được Hút chưa vậy nắm được chưa em? vậy em? Dạ rồi ạ. À. Em nhớ hô Em nó là nhớ động hô từ, nó hồi động nãy em từ. nghĩ là hô nó là tổ chức. Tổ chức đó là một cái danh từ, em hiểu được không? Nếu mà tổ chức Dạ nó là rồi, danh tổ từ, chức nó là danh ví từ, dụ ví như dụ là thầy có có là là UNESCO là một cái tổ chức về gì đó, em hiểu không? Đó là một cái danh UNESCO từ. Nhưng tổ chức này là một cái động từ, tổ chức một buổi tiệc hay tổ chức một cái cuộc họp. Được chưa? được chưa? Đó, cho nên từ nay Đó về chứ. sau em Từ làm sau cái em bài làm này á, thì phải coi à, nếu mà dùng will á thì nó có thỏa những cái cách dùng của will hay không? Thì em phải suy nghĩ cổ kỹ. Ủa cái này mà tại sao nó liên quan tới lời hứa? Nó liên quan tới lời hứa đâu đúng không? Đó thì phải coi Đó thì nghĩ, phải thì cái coi này là nghĩ gì? thì cái Em này phải là coi à, à, cái việc nào thì nó nào sẽ thì nó gọi sẽ gọi là nó đã có dự nó định. đã có dự Thì định. rõ ràng buổi họp thì nó Buổi có họp dự thì định nó có rồi. dự định rồi. Còn câu số Còn 6 nãy câu em có số hiểu 6 không? này Câu có số hiểu 6 em có không? hiểu không? Này câu số 6 em Này có câu hiểu số không? 6 em có hiểu không? Hả? Câu số 6 không? Ừ. Vậy người ta là hiểu. Chắc không vậy? Vậy thì ta là câu đó. Vậy vậy ta là
Câu đó là câu câu số 6 là Tại sao dùng câu tại sao empo dùng quá? câu empo quá? Dạ, dạ thưa thầy là câu đó là cái chỗ phần A là nó là một lời đề nghị, nhưng mà xuống phần B thì cái người đi là đó là đã chuẩn bị trước là để đi taxi Đúng rồi, rồi, nên đã có dự định sẵn rồi, cho nên go lên tu, em hiểu không? Rồi, ok, dạ. ổn nha. Cố gắng nữa thầy nha. Nếu mà thầy có la như vậy á, đừng có kiểu như là cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa, được không? Dạ được thầy. Đó. Thầy có bỏ rơi em không? Dạ Thầy không. không có bỏ rơi Thầy không em. bỏ rơi em. Thầy có la thầy là thầy có quan tâm nghe chưa? Cho nên phải cố gắng nhiều hơn nữa, được không? Dạ được thầy. Đó. Thầy nói về cả lớp mình đó, là có bao giờ thầy bỏ rơi bất kỳ bạn Bỏ nào không? rơi Thầy không bỏ rơi bất kỳ bạn nào hết, đúng không? Đó, cho nên là đó các cho bạn nên phải là cố các gắng bạn phải nữa thầy, được không? Rồi, câu số 9 nè, thầy mời một bạn nè, thầy mời Duy Tiên giúp thầy nè, Duy Tiên. Dạ thưa thầy là theo dự báo thời tiết ngày mai trời sẽ mưa. Mua Trời đông. trời trời lộn thầy, trời mai sẽ không có tuyết. Vậy con này phải chọn gì? Dạ thưa thầy là warm snow. Ok, one snow. Các bạn nhớ, từ nay về sau á, cái dự báo thời tiết, một là các bạn chơi will, rồi sẽ động từ, hai là want, will not cho thầy. Đó, từ nay về sau cái dự báo thời tiết á, thì các bạn dùng will thầy. Cứ thấy weather forecast là dự báo thời tiết. Các bạn viết thầy according to là theo. Được chưa? According to là theo giúp thầy nha. Theo. Nó đứng đầu câu, theo. Được chưa? Theo dự báo thời tiết thì gì? Trời sẽ không mưa vào ngày mai. Cứ thấy dự báo thời tiết, quẹt cái thầy, will, nhanh gọn. Được chưa các bạn? Đó, ok. Rồi, câu số 10 nè. Câu số 10. I think. Thầy có go abroad là gì mấy đứa? Go abroad là gì? Đó chính là đi du học. Viết vào. Go study abroad. Đó chính là đi du học. Thầy xin lỗi. Study abroad. Đó chính là đi du học. Được chưa? Vậy thầy mời một bạn nè. Là thầy mời Nhật giúp thầy nè nhớ. Nhật đó Dạ thầy, rồi. thầy là I go in, I am going Tại sao em dùng I am to, going to? hay là một dự định, Dự định thầy dự thầm dùng định will được thôi. không? Ủa, một dự định hả? Tôi nghĩ là tôi sẽ, tôi nghĩ thôi mà em, thầy mới tôi nghĩ thôi mà. Dạ thầy là will to, Will, làm được được cái gì? chưa? Đó, Làm ok, thì tôi nghĩ cái dự định nó thật ra thì I think I am, nếu mà mấy đứa đã chắc chắn, nếu mà mấy đứa đã chắc chắn mà nó đi du học á, thì mấy đứa sẽ dùng going to. Còn đối với trường hợp này nó vẫn còn mơ hồ quá thì mấy đứa dùng will đi. Đối với trường hợp mà các bạn viết vào thầy, mấy đứa có thấy gì? I will nè. Đây, hồi nãy thầy nói mấy đứa là I will, I guess thì mấy đứa chọn thầy. Will nha. Cứ I will, I guess mấy đứa chọn will của thầy. I will, I guess là chọn will nhanh gọn. Được chưa mấy bạn? Kịp không? Đó, viết vào thầy nha. Chứ I will, đúng rồi, thầy xin lỗi. I think, thầy lộn. I think, I guess là mấy bạn chọn I will thầy. Chọn will thầy. Rồi, bây giờ mình sẽ học sang phần ngữ pháp mới nha. Đợi thầy xíu, thầy nhắn tin học sinh. Tại học sinh, hình như trường mấy đứa vừa mới thông báo là không đi học trực tiếp đúng không? Học sinh thầy vừa mới nhắn nữa. Dạ thầy. Cho nên là chắc cũng không học trực tiếp được đâu. Thầy cũng dám học nữa. Thật sự là không dám đâu mấy đứa. Nếu mà kiểu như mà trường mà bắt mà phải học á, trường mà bắt mà phải học á là gọi là gì ta, là phụ huynh là phản đối, là phụ huynh chửi chửi trường liền. Gặp thầy thầy cũng chửi nữa. Buồn, thầy cũng buồn lắm mấy đứa ơi. Trời, dạy on học ở lớp thì nó sẽ gọi là nó vui hơn, chứ học online hoài nó cũng buồn. Thôi tụi tôi ráng đi, tụi con không đi test. Ủa sao vậy, không đi test hả? Mai không test hả? Mai có test không? Không thầy, À vậy mai không test thì thôi học bình thường. À trời, tưởng gì vậy, mai vẫn học bình thường nha. Ok, đợi thầy sạc pin cái. Rồi bây giờ mình sẽ học sang phần khác. Ở phần khác nha. Ủa mai thứ bảy hả? Ôi ôi, ngày mai thầy một mớ lớp luôn mấy đứa ơi, chắc thầy chết quá. Rồi bây giờ thầy học phần khác nha. Bây giờ mình sẽ nhảy sang cái bài bị động. Trời ơi, thầy không biết.
những cái phần mà đơn giản mà mấy đứa không biết mà bây giờ bắt mấy đứa học bị động thì làm sao mà mấy đứa biết được. Khổ ghê. Rồi bây giờ mình sẽ học bị động nha mấy đứa. Vậy bị động là cái gì? Bị động nó là gì để thầy đợi xíu. Thôi bỏ đi. Để thầy viết trong mày luôn cho nhanh gọn. Đúng rồi, có cho học đâu mà test. Đúng rồi, trước khi đi học là phải test kiểu kiểu vậy rồi sau đó là mới đi học đúng không? Rồi xong phim vậy thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ dạy mấy đứa về bị động. Được chưa? Bị động là như thế nào? Nhưng mà trước khi mà thầy dạy mấy đứa bị động, thầy sẽ dạy mấy đứa về chủ động. Ví dụ I love you là tôi yêu em. Là chủ động. Hoặc là gì đấy? Con chó đang ăn. Ví dụ như là my dog is eating a fish. Con chó của tôi đang ăn một con cá. Đây là một hành động chủ động. Được chưa? Đây là một câu chủ động. Được chưa? Đó, ví dụ mẹ tôi đang chải tóc cho tôi. Đây là một cái hành động chủ động. Buổi tối mấy đứa, đặc biệt mấy đứa gái là tí nữa mới đang ngủ, mấy đứa nhìn ngay cửa sổ mấy đứa có một ai đó đang chải tóc, thì ai đó đang chải tóc thì đó cũng là một câu chủ động. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Hoặc là gì? Con đi dọn phòng với mẹ. Được chưa? Thì rõ ràng đây là một cái câu chủ động. Được chưa bạn? Đó, ổn ha. Rồi vậy bị động là gì? Con cá bị ăn, con cá bị giết, ai đó đã bị giết. Được chưa? Hoặc là gì? Ngày mai tụi em được test. Được chưa? Ngày mai tụi em được test COVID. Mấy đứa chủ động, có mấy đứa có chủ động test không? Đâu, mấy đứa đâu có chủ động test đâu. Là mấy đứa được test, mấy đứa được có bác sĩ test nè. Được chưa? Thì mấy đứa đang chủ động. À, tại sao lỗi, mấy đứa đang bị động đó. Được chưa? Mấy đứa được người đối tượng khác tác động lên vào. Được chưa? Còn đối với được bác sĩ thì bác sĩ là người khám, bác sĩ là người khám thì nó là chủ động. Còn gì mấy đứa được khám thì nó là bị động. Được chưa? Đó, hổ mấy đứa. Đó, bình thường mấy đứa cái gì đâu mà sợ. Chán ghê luôn đó. Thì mấy đứa đã hiểu bị động chưa? Đó, thì đối với trường hợp cho câu chủ động thì bữa giờ thầy dạy mấy đứa là hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn đúng không? Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn chỉ hướng dẫn chủ động hết rồi đó. Nhưng ngày hôm nay thầy sẽ dạy mấy đứa về bị động ở hiện tại đơn và quá khứ đơn. Thầy dạy mấy đứa là bị động của hiện tại đơn và quá khứ đơn. Được chưa các bạn? Đó, ok. Thì đối với trường hợp mà câu bị động ví dụ thầy có gì đấy? Ví dụ thầy có là để thầy thử coi nha. I clean. Thôi thầy dùng là I mop đi. I mop the thôi, she đi, she đi. She mops the floor every day. Được chưa? Đó, được chưa các bạn? Là cô ấy lau sàn mỗi ngày. Được chưa các bạn? Lau nhà mỗi ngày này thì rõ ràng cái đây là một cái thói quen rồi, cho nên dùng hiện tại đơn. Vậy đối với trường câu này thầy có gì đây? Chủ ngữ là she, động từ là mop, the floor gọi là tân ngữ, the floor gọi là tân ngữ. Được chưa? Mỗi ngày là một cái trạng từ. Được chưa các bạn? Đó thì câu thầy nói là gì? Nó là gì? Cái sàn được lau bởi cô ấy mỗi ngày. Được các bạn? À, cái sàn này được mẹ tôi lau mỗi ngày. Đó, cái sàn này được, thay vì thầy nói là cái sàn này được lau bởi mẹ tôi mỗi ngày, mình có nói vậy không? Cái sàn này mẹ tôi lau mỗi ngày. Được chưa các bạn? Đó, ok. Nhưng mà tiếng Anh thì phải nói là gì? Cái sàn được lau bởi cô ấy mỗi ngày. Được chưa? Thì câu này thầy nói là gì? The floor. Được chưa? Được lau. Vậy được lau thì sẽ sử dụng như thế nào? Thì thầy sẽ hướng dẫn mấy đứa cấu trúc. Được chưa? Thì mấy đứa viết bài thầy cấu trúc bị động. Ở cấu trúc bị động chung đó chính là gì? Be cộng động từ cột 3. Cộng động từ cột 3. Động từ cột 3 hay nói là gì? Quá khứ phần từ. Được chưa? Thường thì hỏi quá khứ phần từ người ta không hiểu đâu. Cho nên là thầy gì đây? Thầy nói nhanh gọn. Động từ cột 3 là nhanh gọn nhất. Bởi vì trong tiếng Anh, động từ nó phải được chia. Chia như thế nào? Động từ cột 1 là động từ nguyên mẫu. Được chưa? Động từ cột 2 là dùng cho quá khứ đơn. Thì các bạn ai mà chưa biết thì viết vào thầy. Động từ cột 1 dùng cho nguyên mẫu. Được chưa? Động từ cột 2. Cột 2 dùng cho quá khứ đơn. Được chưa? Dùng cho quá khứ đơn. Và động từ cột 3 dùng cho bị động.
và các thi hoàn thành. Được chưa? Ví dụ như là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, hiện tại hoàn thành thì sau này mấy đứa sẽ được học á. Được chưa? Cho nên mấy đứa, động từ của ba nó sẽ dùng cho bị động và các thì hoàn thành. Cụ thể bây giờ mấy đứa là biết là gì? Sử dụng cho hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành là gì? Hình như là qua học kỳ không, hình như là mấy tuần sau mấy đứa sẽ được học đó. Được chưa mấy đứa? Đó, ví dụ thầy có từ gì đây? Ví dụ thầy có, chẳng lẽ bây giờ nói thì nó cũng bị tốn thời gian nữa mấy đứa, bởi vì trường nó gọi là nó sắp xếp bài nó không được chuẩn á, đúng là phải gì mấy đứa phải dạy, nó đúng là mấy đứa phải học hiện tại rồi hiện tại tiếp diễn rồi sau đó mấy đứa học gì, mấy đứa học quá khứ đơn rồi sau đó mấy đứa mới học cái câu bị động, mà nó sắp xếp bị lộn xộn, nó tào lao quá. Mấy thầy thầy không chịu hiểu tại sao trên trường nó gọi là cái sách giáo khoa nó bị tào lao quá. Được chưa? Thì bây giờ câu mỗi cột mình phải sử dụng nó khác nhau. Được chưa? Đó, được chưa? Thì đầu tiên ví dụ thầy có gì? Chữ x là chưa? Đó là cột 1 nè, đang nguyên mẫu nè. Cột 2 quá khứ của x là gì? Đó chính là a. Được chưa? Và cột 3 của nó là gì? Đó chính là x tình, nó ngộ như vậy đó. Được chưa? Đó, nếu mà sử dụng hiện tại đơn, các bạn dùng chữ x này thôi. Được chưa? Quá khứ đơn các bạn dùng chữ a và cột 3 các bạn phải dùng x tình. Kêu các bạn đó, hoặc là đó đối với trường đây là gọi là động từ bất, động từ bất quy tắc. Bất quy tắc là nó không có quy tắc, buộc là mấy đứa phải nhớ. Tương tự thầy có gì đây? Thầy có uống, drink, drank và drunk. Drink, drank và drunk như thế này nè mấy đứa. Drink, drank, drunk. Trời ơi, thầy muốn lắm mấy đứa. Bởi vì thầy thấy học tiếng Anh ở Việt Nam nó quá là kinh khủng mấy đứa. Nó là một cái nỗi ám ảnh luôn á. Bởi vì đúng á, là dạy tiếng Anh chuẩn á, thì mấy đứa phải gì? Phải học, gọi là học giỏi ngay từ cái thời gian ban đầu mà mấy đứa học tiếng Anh. Được chưa? Thời gian ban đầu mấy đứa học tiếng Anh từ tiểu học đó, từ năm lớp 3, lớp 4, lớp 5 á, thì phải gì? Phải nắm chắc từ hồi đó. Mà hồi xưa thì chắc chắn mấy đứa nghĩ rồi, giáo viên tiểu học thì cảm thấy đa số là giáo viên không có chất lượng. Thầy cảm thấy đa số thôi, giáo viên không có chất lượng. Không có chất lượng cái là nó bị bỏ lỡ, thành ra mấy đứa không có hứng thú học tiếng Anh, mấy đứa bị mất cơ bản từ những năm tiểu học. Rồi sau đó lên cấp 2 cũng vậy, què 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 què. Rồi lên cấp 3, cấp 3 thì mấy đứa, nhiệm vụ mấy đứa phải vận dụng những kiến thức từ năm cấp 2 tới giờ. Mà cấp 2 mà mấy đứa giáo viên dạy què 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 thì làm sao mà gọi là ấy được. Đúng không? Chất lượng nó quá là kinh khủng đi. Thật sự thì nói chung là cái giáo trình đó thì vẫn không gì gọi là khó khăn. Cái giáo trình nó, con giáo trình thì nó không có gì quá là tệ, chỉ là do cách dạy của giáo viên nó chưa được gọi là ổn, không dạy chắc ngay từ đầu. Một khi mà mấy đứa dạy không được dạy chắc ngay từ đầu á thì mấy đứa bị mất căn bản. Được chưa? Tiếng Anh nó không phải, công nhận với mấy đứa, tiếng Anh nó không phải là lý hay toán hay là hóa. Được chưa? Đó, nếu mà toán á, thì mỗi 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 năm á, thì gì đây, mỗi mỗi lớp thì nó sẽ có kiến thức mới. Được chưa? Có thể nó vận dụng chút xíu, hoặc là nó có thể vận dụng chút xíux thôi. Ví dụ mấy đứa lên từ lớp 6 lên lớp 7 đúng không? Thì mấy đứa vận dụng một, lên lớp 7 thì mấy đứa sẽ vận dụng một chút xíu kiến thức của năm lớp 6. Đúng không? Đó chưa, nó không có vận dụng kỹ. Được chưa? Hoặc là toán, ví dụ lý hoặc hóa đi. Mấy đứa nghỉ lớp 10 xong, lên lớp 11 mấy đứa nghỉ, mấy đứa có học lại kiến thức lớp 11 lớp 10 không? Làm gì có. Nếu có thì một chút xíu thôi. Tương tự như hóa và những môn khác. Còn tiếng Anh là gì? Là một cái quá trình thiệt là dài, thiệt thiệt là dài luôn đó. Mấy đứa học từ năm lớp 6 lên lớp 7 thì chắc chắn phải áp dụng kiến thức năm lớp 6, phải áp dụng từ vựng năm lớp 6 lên lớp 7. Mà mấy đứa học lớp 6 mà mấy đứa học que 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 quá xong lên lớp 7 rồi, tương tự lên lớp 8 lớp 9 là kiểu như là một cấp số nhân lên lên cái rồi xong chơi luôn, chết luôn, đúng không đó? Đó cho nên là học tiếng Anh là phải thường xuyên, cho nên lúc nào thầy cũng dặn mấy đứa phải học thường xuyên chứ nó không phải như là toán lý hóa đâu. Được chưa? Đó, công nhận không? Học biết bao năm rồi mà bây giờ những cái từ đơn giản không biết. Trong khi mấy đứa có thể là mấy đứa thi được 7 điểm, mấy đứa thi 8 điểm. Học xong mà quên, đúng không? Trên trường là đúng rồi, ở trong đâu có giao tiếp đâu, hồi xưa làm gì thầy được giao tiếp. Giao tiếp được chút xíu à. Toàn ngữ pháp mà, nghe chứ em. Được chưa? Trời đất ơi là trời. Thầy còn nghe được tiếng tiếng khóc trong lòng của em nữa đó Trâm. Được chưa các bạn? Ừ, tắm mưa đi. Ừ, em là cây thu lôi đó, em tắm mưa đi. Ra tắm mưa đi. Em là cây thu lôi đó nha. Được chưa các bạn? Thì thầy mong các bạn, nãy giờ thầy chia sẻ với các bạn thì cái thầy mong các bạn đó chính là cái gì?
là các bạn phải tiếng Anh là bắt buộc là các bạn phải học liên tục thôi nha, được chưa? Và các bạn còn năm lớp 11 và các bạn còn năm lớp 12 nữa, mà kiến thức lớp 10, lớp kiến thức lớp 12 là phải vận dụng từ năm lớp 10 và năm lớp 11, buộc là các bạn phải học thôi nha. Rồi thì thầy nói lại cái gì đây? Bây giờ thầy chưa dạy mấy đứa quá khứ đơn mà bây giờ nói quá khứ đơn cái là mấy đứa bị chơi với đi, đúng không? Rồi thôi, nhưng mà thầy nghĩ quá khứ đơn thì ai cũng biết rồi, quá khứ đơn là dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ và tới giờ không còn liên hệ nữa, nhanh gọn, đúng không? Rồi nhưng quan trọng á, quá khứ đơn không còn phải đu đơ, không còn phải thêm s hay thêm is. Quá khứ đơn là đối với trường con có động từ thì nhiệm vụ của mấy đứa là gì? Biến đổi thành động từ cục 2, được chưa? Động từ cục 2 nó sẽ chia ra hai cái, một cái là bất quy tắc và một cái là có quy tắc. Có quy tắc là nhiệm vụ của mấy đứa chỉ còn thêm gì? Mấy đứa chỉ còn thêm id hoặc là mấy đứa chỉ còn thêm d và thôi, đen nè, nhảy là đen nè, được chưa? Đó, còn quá khứ đơn các bạn chỉ còn thêm d thôi, không nói chuyện như thầy đang dạy, được chưa? Đó, đây gọi là động từ có quy tắc, nhiệm vụ mấy đứa chỉ còn thêm id hoặc là các bạn thêm d vào, được chưa? Vậy đối với trường hợp bất quy tắc là gì? It quá khứ thằng ate, được chưa? C quá khứ là không có là em thêm d được nữa, đây gọi không phải, nó phải là có quy tắc, nhiệm vụ em phải biến thành nó là so, cho nên nó gọi là bất quy tắc, được chưa bạn? Và đối với trường hợp cột 3 thì nó cũng tương tự, đối với trường hợp cột 3 nó cũng tương tự, được chưa? Đó, và thầy dạy mấy đứa một cái mẹo, đó chính là gì? Nếu mà một từ mà cột 2 của nó là ed thì cột 3 của nó cũng thường sẽ là ed, thường thôi nha, không phải lúc nào cũng vậy, được chưa? Cho nên nguyên mẫu của clean là này, cột 2 của nó quá khứ đơn của nó là clean thêm ed và cột 3 của nó cũng thêm ed, nắm được chưa bạn? Tương tự với chữ dance, cho nên là đa số những từ cột 2 của nó là ed thì cột 3 của nó vẫn là ed, được chưa mấy đứa? Đó, ổn ha. Còn đối với trường hợp bất quy tắc là như nào? Là mấy đứa buộc là mấy đứa phải nhớ, bởi vì nguyên mẫu của nó là như này, cột 2 của nó sẽ khác và cột 3 của nó cũng sẽ khác, được chưa? Đó, cho nên buộc mấy đứa phải nhớ. Vậy đối với trường hợp quay lại, đối với trường hợp bị động thì bắt buộc các bạn phải sử dụng gì? Các bạn phải sử dụng be và cộng động từ cột 3. Be này là như nào? Là tùy cái thì các bạn phải sử dụng be cho nó phù hợp, được chưa? Bị động ở hiện tại đơn phải dùng is am are, bị động của quá khứ đơn phải dùng gì? Chắc là mai thầy sẽ nói, được chưa các bạn? Đó, thì hiện tại thì các bạn biết ở đây cấu trúc chung của bị động là sử dụng be cộng với động từ cột 3, được chưa các bạn? Be cộng với động từ cột 3 đã ổn ha. Rồi ví dụ thầy có gì? She mops the floor every day, thì câu này thầy nói là gì? The floor, cái gì đây? Cái sàn được lau bởi cô ấy mỗi ngày, được chưa? Thì chủ ngữ là gì? Cái sàn, chủ ngữ này là chủ ngữ nhiều ít, chủ ngữ ít, nhưng mà đang ở thì gì đây? Hiện tại đơn, được chưa? Đó, thì các bạn viết vào thầy cấu trúc bị động, cấu trúc bị động của hiện tại đơn, chủ ngữ nè cộng is, am hoặc là are, rồi cộng động từ cột 3, thầy viết là verb 3 nhanh gọn, được chưa mấy đứa? Đó, đối với hiện tại đơn to be là gì? Chỉ có is, am, are thôi, được chưa? Vậy câu này thầy nói như thế nào? The floor, chủ ngữ suýt đây sẽ nhiều, chủ ngữ suýt, cho nên be của nó là gì? Là is, được chưa? Be của nó là is, sau đó là động từ cột 3. Thì trong câu này động từ là gì? Động từ là chữ móp này, động từ là chữ móp này, được chưa bạn? Đó, ok, thôi thầy dùng chữ clean đi, bởi vì chữ móp nó còn một cái vấn đề nữa, thầy dùng chữ clean đi. Đó, nhưng mà clean này chủ ngữ suýt cho nên động từ phải thêm s, được chưa? Cái sàn này được lau, được chưa? Thì cột 3 của clean là gì? Là chỉ còn thêm ed vào, được chưa? Bởi cô ấy, các bạn nhớ bởi ai đó thầy sử dụng từ gì? By, được chưa? Bởi cô ấy có by she không? Không phải, là by gì? By her, được chưa các bạn? Mỗi ngày, every day, được chưa? Thầy nghĩ chắc chắn lớp mình thẹt có bạn vẫn đặt câu hỏi, ủa cái này si mà tại sao cái này là hơ thầy? Chắc chắn luôn, đảm bảo là cái này cũng không biết luôn. Giờ thầy cũng nói lại, thầy có she, he, it, we, they, you, được chưa? Còn nào nữa không ta? Rồi hết rồi đó, những cái này gọi là chủ ngữ đứng đầu câu. Đây là chủ ngữ là đối tượng thực hiện hành động, đây gọi là những cái chủ ngữ, ở đây chủ ngữ trực tiếp, được chưa? Chủ ngữ trực tiếp là gì? Nói cái là biết ai luôn, được chưa các bạn?
Đó, ổn ha, là những chủ ngữ trực tiếp nó đứng đầu câu. Ok, nhưng mà giải bộ thầy nói gì đấy? Thầy coi nè, I love you, tôi yêu bạn. Tôi là chủ ngữ, yêu là động từ, còn you phía sau nó gọi là tân ngữ. Được chưa? Cái này gọi là tân ngữ. Tân ngữ là gì? Tân ngữ là nó phía sau động từ, nó gọi là tân ngữ. Được chưa? Mấy đứa không được nói thì vô tình tân ngữ của you nó vẫn là you. You là chủ ngữ và tân ngữ của you nó vẫn là you. Được chưa? Nhưng mà giờ thầy tân ngữ của she là gì? Tân ngữ của she là gì mấy đứa? Là her. Được chưa? Tân ngữ của she là gì? She là her. Được chưa? Tân ngữ của he là gì? Là him. Được chưa? Vậy đối với trường hợp mấy đứa là tôi yêu anh ấy thì có I love he không? I love him. Được chưa? Rồi, ủa cái này thầy dạy chưa, hình như chưa dạy đúng không? Rồi tiếp tục thầy có tân ngữ của they là gì? Là them. Them, họ nè. Cho nên tôi yêu họ, I love them. Được chưa các bạn? Đó, rồi, nhưng mà nói gì họ yêu tôi thì nói sao? They love, có love ai không? Không. Được chưa? Cho nên gì? Cho nên thầy có tân ngữ của ai là gì? Là me. Được chưa? Đó, cho nên họ là they love gì? They love me chứ không là they love ai. Bởi vì tân ngữ mà. Tiếp tục, thầy có tân ngữ của it là gì? Tân ngữ của it nó vẫn là it. Tôi thích nó, I love it. Được chưa? Rồi, còn gì nữa? Tân ngữ của we là gì? Đó chính là us. Được chưa? Họ yêu chúng tôi, they love us. Chứ không được they love we. Nắm được chưa mấy đứa? Ai chưa biết thì viết vào những cái này. Những cái này thầy nói thiệt nha. Lớp 2 nó biết rồi đó. Mà giờ các bạn lớp 10 mà không biết là thôi thầy bó tay luôn. Cho nên giờ thầy đã dạy lại từ đầu rồi, cho nên viết lại cho thầy cho nhớ. Những cái này không nhớ thì thôi, sau này thầy hỏi lại thì thầy chịu thua. Mấy đứa không nhớ thầy chịu thua, mà thầy bó tay mấy đứa luôn á. Giờ mà lớp 10 mấy đứa nghĩ ai mà còn dạy mấy cái này nữa. Đó, tân ngữ của si là hơ. Ai mà cảm thấy mình đang yếu cái vụ này, lần đầu tiên biết á thì vui lòng viết lại. Bữa hôm sau mà thầy còn hỏi mà không biết á, thầy cho chép phạt đó nha. Được chưa mấy đứa? Đó cho nên là thầy đối quay lại cái trường hợp tân trường hợp mà gọi là đối với trường hợp mà bị động là phía sau chữ bài các bạn phải sử dụng tân ngữ. Các bạn phải sử dụng tân ngữ. Được chưa? Không thể là by she được, phải là by her. Nắm được chưa? Đó thì các bạn viết là by mang nghĩa là bởi. Bởi ai đó thì các bạn thêm chữ by vào. Nắm được chưa các bạn? Các bạn hiểu được không? Hiểu được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc nói thầy nghe nè. Hợp có thắc mắc gì không Hợp? Dạ không thầy. Rồi, Quỳnh có thắc mắc gì không Quỳnh? Quỳnh có thắc mắc gì không em? Rồi, đây là đối với trường hợp câu gì đấy? Đây là đối với trường hợp câu khẳng định. Vậy trường hợp câu học phủ định thì thêm gì? Thêm not, nhanh gọn. Được chưa? Đó. Rồi trường hợp câu hỏi thì như nào? Quăng bi lên đầu. Cứ thấy bi trong câu mà có is em quăng bi tu is em lên đầu. Ví dụ thầy nói, ủa cái sàn này có được lau mỗi ngày không? Is the floor. Được chưa? Được lau mỗi ngày bởi cô ấy không? By her every day. Đơn giản chưa? Đó, ai mà chưa chắc thì viết vào cho nhớ. Được không mấy đứa, hiểu không? Quá đơn giản luôn. Ok. Đó, cho nên nếu mà đối với cái trường hợp này mà phía sau nó là bởi ai đó thì các bạn sử dụng tân ngữ. Được chưa? Nhưng mà giải bộ tân ngữ, ủa mẹ của tôi, ủa tân ngữ mẹ của tôi là gì mấy đứa? Là my mom thôi, my mother thôi. Bởi vì thầy gọi là đây gọi là những cái chủ ngữ mà nó trực tiếp. Đây gọi là những cái chủ ngữ trực tiếp. Được chưa? Đó, rồi mẹ của tôi là vẫn là by my mom chứ không có by me mom nha mấy đứa. By my mom mẹ của tôi đâu có biến đổi gì nữa đâu. Chỉ còn biến đổi những cái này thôi, không còn biến đổi my mom hay là his father chứ mấy con, không còn biến đổi gì hết. Được chưa mấy đứa? Đó, ok nha. Đơn giản không? Nhưng mà quan trọng là khó là gì? Khó là khó mấy đứa phải học gì? Mấy đứa phải học cột ba nữa, rồi nó tùm lum tùm la hết mấy đứa. Tùm lum tùm la hết, mệt lắm. Được chưa? Kịp không nè? Kịp đúng không? Đó, nhưng mà quan trọng là mấy đứa phải hiểu được cách dùng của cái bị động. Được chưa? Bị động là từ chủ động nó chuyển đổi, mình muốn nhấn mạnh cái muốn nhấn mạnh cái đối tượng đó nó được thực hiện bởi ai. Dùng để nhấn mạnh cái đối tượng đó nó được thực hiện bởi ai, đó là cách dùng của cái câu bị động. Và cách dùng thứ hai của câu bị động là gì? Là dùng để
mình không muốn nói, mình không muốn đề cập đến ai là người thực hiện điều đó. Được chưa? Đợi thầy xíu Mỹ Thiện, lâu lâu học trễ xíu không có gì đâu, hôm nay học trễ mà. Được chưa các bạn? Đó, cho nên cách dùng của cái gì đây, của cái bị động là gì? Nhấn mạnh cái đối tượng đó nó được thực hiện một cách như thế nào. Hoặc là cách dùng thứ hai là gì? Là dùng bị không muốn nói đến ai là người thực hiện việc đó. Ví dụ thầy nói gì đây? Cái cây cầu này nó được xây vào năm 1998. Được chưa? Mình có muốn nhấn mạnh đến ai đó xây không? Không. Được chưa? Không muốn nhấn mạnh đến ai đó xây thì thôi. Được chưa? Đó là cách dùng của câu bị động. Mấy đứa hiểu không? Được chưa? Đó, thì ngày hôm nay học tới này thôi.